Kinh văn. Lục giả cuốn tập giao khi phát ư tương võng, u võng bất chỉ, phi tâm tạo gian, như thị cố hữu, trần thổ thỉ niệm, uế ô bất tịnh, như trần tùy phong, các vô sở kiến, việt dịch. Sáu là tập quán lừa gạt dối trá nhau, phát sinh phỉnh gạt nhau, phỉnh gạt mãi không thôi, phát tâm gây điều gian dối. Như thế nên có bụi đất, phân nước tiểu, các thứ ô uế không sạch, như bụi theo gió không nhìn thấy được. Giảng giải. Sáu là tập quán lừa gạt dối trá nhau, phát sinh phỉnh gạt nhau. Lừa gạt là nói điều không thật, nói giả dối. Dối trá nhau, nói điều giả dối để lừa người khác. Phỉnh gạt nhau, cùng nói dối để lừa nhau. Phỉnh gạt mãi không thôi, phát tâm gây điều gian dối. Nếu cứ lừa dối phỉnh gạt mãi, kẻ ấy ắt thành bậc thầy dối trá, bất cải đạo lý. Như thế nên có địa ngục bụi đất, địa ngục phân nước tiểu. Đấy là những địa ngục đầy rẫy các thứ ô uế không sạch, như bụi theo gió không nhìn thấy được. Đó là do nghiệp chướng báo ứng, và bụi thì đầy khắp khiến cho con người không nhận ra điều gì. Kinh văn. Nhị tập tương gia cố hữu một nịch đảnh trịch phi trị phiêu luân trừ sự việt dịch. Hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm, nhảy ném, bay rơi, trôi lăn. Giảng giải. Hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm. Tập khí dối trá tích tập từ quá khứ đến hiện tại, hình thành các loại địa ngục, nhảy ném, quăng mình lên cao và lao xuống, bay rơi, ví như tên lửa bay vào không gian và quay trở lại mặt đất, trôi lăn như con thuyền trôi trên biển. Kinh văn. Thị cố thập phương nhất thiết Như Lai sắc mục khí cuống, đồng danh kiếp sát Bồ Tát kiến cuống, như tiễn xà hủy, việt dịch. Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự lừa gạt cùng gọi là cướp giết. Bồ Tát đối với sự lừa gạt như dẫm rắn độc. Giảng giải. Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự lừa gạt cùng gọi là cướp giết. Khi thấy ai đó gạt gẫm người, họ gọi đó là kẻ cướp giết người. Bồ Tát đối với sự lừa gạt như dẫm rắn độc, sự dối trá hẳn nhiên chẳng ai muốn gần gũi cả. Kinh văn. Thất giả quán tập giao hiểm phát hư hàm hận, như thị cố hữu phi thạch đầu gạch, hạc chữ xà hạm úng thịnh nàng phát, như quần độc nhân hoài bão xúc ác, việt dịch. Bảy là tập quán thù oán hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng giận. Như thế nên có ném đá, quang gạch, lộc nhốt, xe cũi, bình đựng túi bọc, như người hiềm độc ôm ấp điều ác. Giảng giải. Bảy là tập quán thù oán hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng giận. Thù oán là lòng căm giận phẫn uất, dễ có những nhận định sai trái. Lòng giận, lòng giữ chặt lấy mối hận, tựa như con chim ngậm lấy thức ăn không chịu buông bỏ. Như thế nên có ném đá và cả địa ngục quang gạch. Ở đấy tội nhân phải bị gạch đá ném vào người, hoặc bị đóng trong lồng nhốt, bị giam trong xe cũi, hoặc có kẻ bị nhốt trong bình đựng, bên dưới có lửa do bọn quỷ đốt cháy, túi bọc, tất cả các túi lớn đựng con người trong đó, bọn quỷ sẽ xé, sẽ xách túi đập mạnh xuống. Nghiệp chướng ấy như người hiểm độc ôm ấp điều ác, họ phải chịu đựng những hình phạt từ ý nghĩa xấu của chính mình. Kinh văn. Nhị tập tương thôn cố hữu đầu trịch ly xúc kích xạ đà toát trừ sự, việt dịch. Hai tập khí nuốt nhau nên có những sự ném quăng, nắm bắt, đánh bắn, gieo, nắm giữ. Giảng giải. Hai tập khí nuốt nhau nên có những sự ném quăng, oán hận tích tập từ trong đời sống quá khứ cùng với tập khí oán hận từ đời hiện tại, cả hai nối kết nhau làm thù hận thêm tăng trưởng và nuốt chửng nhau. Nếu nghiệp lực tập khí của người đó thời quá khứ mạnh, họ sẽ trả quả trong thời quá khứ. Nếu nghiệp trong thời hiện tại mạnh, họ sẽ chịu quả báo trong thời hiện tại. Đấy là ý nghĩa về sự nuốt nhau. Sau đó bọn quỷ sẽ quẳng ném họ đến những nơi phải chịu nhiều đau khổ. Nắm bắt ném xong thì giữ lại, đoạn đánh bắn gieo nắm giữ. Kinh văn. Thị cố thập phương nhất thiết Như Lai sắc mục ban gia dành vì hại quỷ, Bồ Tát kiến oán như ẩm chấm tiểu, việt dịch. Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự thù oán gọi là quỷ vì hại.
Bồ Tát đối với sự thủ oán như uống rượu độc. Giảng giải, vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự thủ oán gọi là quỷ vi hại. Các đức Như Lai xem lòng thủ oán phẫn hận như loài quỷ hại người, chính lòng thủ hận ấy luôn trở ngại gieo đau khổ và cuối cùng thì giết chết con người. Bồ Tát đối với sự thủ oán như uống rượu độc. Rượu độc tiếng Trung chấm tiểu là loại độc từ chim chấm lấy cọng lông cánh của nó nhúng vào rượu, uống vào là gan ruột đều đứt đoạn, không sao cứu được. Kinh văn: Bát giả kiến tập giao minh như tát ca gia, kiến giới cấm thủ tả ngộ chư nghiệp, phát ư vi cự xuất sanh tướng phản như thị cố hữu vương sử chủ lại trường chấp văn tịch, như hành lộ nhân lai vãng tương kiến việt dịch. Tám là tập quán ác kiến tranh cãi với nhau như thân kiến kiến thủ giới cấm thủ và các nghiệp tả ngộ phát sinh chống trái nhau, như thế nên có quan lại chứng thực nắm giữ giấy tờ như người đi đường qua lại gặp nhau. Giảng giải: Tám là tập quán ác kiến tranh cãi với nhau như thân kiến. Đây là loại tập khí mọi người chúng ta đều có. Nếu quý vị có quan điểm ý kiến đúng, mọi người sẽ đồng ý. Nhưng nếu có quan điểm sai, quý vị sẽ tạo nên nghiệp xấu. Thân kiến hoặc còn gọi là hữu thân kiến có 5 loại: 1. Thân kiến, 2. Biên kiến, 3. Giới cấm thủ kiến, 4. Kiến thủ kiến, 5. Tà kiến. 5 loại ác kiến trên tôi đã nói qua trong các phần trước. Đối với kiến thứ nhất, tức thân kiến là chấp thân ta là có thực, chấp tất cả những sở hữu của ta là thực. Biên kiến là chấp nhặt một phía, không theo trung đạo. Sự thiên kiến ấy hoặc chủ trương hư vô hoặc bất diệt. Với chủ trương hư vô, họ cho rằng chết là hết, không có hồn phách, cũng chẳng có ai tái sinh. Đối với chủ trương bất diệt, họ tin rằng con người vẫn mãi là con người, kiếp này là người, kiếp sau cũng là người, con người không thể tái sinh làm động vật. Thứ ba là giới cấm thủ, không phải nhân mà cho là nhân. Như vài giáo phái ở Ấn Độ, họ giữ giới trâu, giới chó để được sinh lên cõi trời. Thứ tư, kiến thủ kiến, chấp lấy tri kiến thấp kém của mình cho là hơn hết. Đấy đều là những loại tà kiến, thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ. Các ác kiến đều trái với chánh pháp, tạo ra tà nghiệp phát sinh chống trái nhau với loại nghiệp như vậy. Con người luôn chống đối kẻ khác, họ cũng chẳng bao giờ bằng lòng với chính mình. Như thế nên có quan lại chứng thực nắm giữ giấy tờ, họ cần được chứng thực và các giấy tờ cần thiết. Những quan điểm ấy như người đi đường qua lại gặp nhau. Kinh văn: Nhị tập tương giao, cố hữu khám vấn, quyền trá khảo tấn, suy cúc sát phòng, phi cứu chiếu minh, thiện ác đồng tử, thủ chấp văn bộ, tử biện chư sự. Việt dịch: Hai tập khí giao nhau nên có các sự khám hỏi, mưu mẹo khảo tấn, đòi hỏi, gạ xét, tra cứu cho sáng tỏ. Các đồng tử thiện ác tay cầm sổ sách, tranh cãi. Giảng giải: Hai tập khí giao nhau nên có các sự khám hỏi. Hai tập khí bao hàm 5 loại ác kiến tích tập từ quá khứ giao nhau với tập khí trong đời sống hiện tại. Khám hỏi là hỏi cho ra lẽ, mưu mẹo, người tra hỏi dùng thủ thuật khiến đối phương bị sai lạc. Đây là điều hay xảy ra tại tòa án và cả trong địa ngục. Khảo tấn, sau khi nạn nhân đâm ra lo lắng, người tra hỏi tiếp tục hỏi han dò xét, khiến cho đối phương khai ra mọi sự. Đòi hỏi, nêu rõ ra sự thật bằng cách gạ xét, tra cứu cho sáng tỏ. Các đồng tử thiện ác tay cầm sổ sách tranh cãi. Những người hầu trẻ tuổi nơi địa ngục ghi chép các việc thiện ác nơi nhân gian. Khi tội nhân đến, họ sẽ đọc những việc làm của người ấy. Nếu người nào đó cố gắng biện bác tranh cãi, họ sẽ cho xem lại những ghi chép đó. Như vậy mọi tranh cãi đều vô hiệu. Kinh văn: Thị cố thập phương nhất thiết Như Lai sắc bộc ác kiến đồng danh kiến khanh, Bồ Tát kiến trư hư vọng biến chấp như nhập độc hác. Việt dịch: Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét ác kiến cũng gọi là kiến khanh. Bồ Tát đối với những thiên chấp hư vọng như đứng bên hố độc. Giảng giải: Vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét ác kiến cũng gọi là kiến khanh. Tập khí tà kiến giống như cái hố sâu không đáy, khanh, một khi rơi xuống thì chẳng làm sao lên được. Bồ Tát đối với những thiên chấp hư vọng như đứng bên hố độc, đấy là nơi rất nguy hiểm nên các Bồ Tát đều tránh xa. Kinh văn:
Cửu giả phưởng tập giao ra phát ư vù bám như thị cố hữu hợp sơn hợp thạch niễn cài cành ma như sàm tặc nhân bước uổng lương thiện. Việt dịch chính là tập quán vù vạn phát sinh sự vù bám như thế nên có hợp sơn hợp thạch cối nghiền cối say ví như kẻ sàm tặc áp bức vu oan con người lương thiện. Giảng giải: chính là tập quán vu vạ phát sinh sự vu báng. Vu vạ là gán ghép tội lỗi cho người nào đó để hãm hại họ. Một người thực sự vô tội lại bị vu oan ghép tội thì thực là bất công. Ở đây nói đến hai tập khí vu vạ quá khứ và hiện tại. Nếu trước đó quý vị chưa từng giáo họa cho ai thì hiện tại có thể do nghiệp quý vị sẽ lại tạo thêm nghiệp. Như thế nên có hợp sơn hợp thạch. Đây là địa ngục, các núi nén ép. Những núi này bốn bên là vách đá cao, tội nhân rơi vào đây sẽ bị đá núi nghiền nát. Cối nghiền cũng là một loại địa ngục cùng với cối say. Nếu một người nói dối và vu khống kẻ vô tội nơi địa ngục này, anh ta sẽ bị cắt lưỡi hoặc mắc vào móc sắt cho con bò kéo đi. Ví như kẻ sàm tặc áp bức vu oan con người lương thiện. Sàm là nói những điều không thật. Kinh văn: nhị tập tương bài cố hữu áp nại trì án túc lộc hoành độ chư sự. Việt dịch: hai tập ký bài xích lẫn nhau nên có các sự áp bức đè đập ép tuốt mình. Giảng giải: tập khí trong quá khứ lẫn với tập khí đời hiện tại càng làm tăng thêm nghiệp chướng. Tùy theo hành vi bất công nhiều ít nặng nhẹ, người chịu quả báo phải bị hành hình đánh đập, hoặc có khi bọn quỷ bắt người ấy cho vào bao và nghiền ép cho ra máu. Kinh văn: thị cố thập phương nhất thiết Như Lai sắc bục ván báng đồng danh sàm hổ Bồ Tát kiến uổng như tao phích lịch. Việt dịch: vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự vu vạ cũng gọi là sàm hổ Bồ Tát đối với sự vu vạ như bị sấm sét. Giảng giải: vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự vu vạ cũng gọi là sàm hổ. Đấy là loại độc ác hơn hổ bình thường. Bồ Tát đối với sự vu vạ như bị sấm sét. Bồ Tát tu hành để xin rời nhân quả. Các vị ấy thấy sự vu vạ bất công nó nguy hiểm như tiếng sấm sét giữa trời không, nó có thể dễ dàng đánh chết người. Kinh văn: thập giả tụng tập giao huyên phát ư tàng phú như thị cố hữu giám kiến chiếu trúc như ư nhật trung bất năng tàng ảnh. Việt dịch: mười là tập quán thưa kiện cãi vã lẫn nhau phát sinh những che đậy. Như thế nên có gương soi đúc chiếu như giữa ban ngày không giấu bóng được. Giảng giải: thưa kiện là đưa nhau ra tòa phân biện phải trái, bên nào cũng cho mình là phải. Chẳng hạn như vợ chồng gây gổ, ai cũng cố chấp lý lẽ của mình, rốt cùng đưa nhau ra tòa kiện tụng ly hôn. Nếu như đôi bên chịu nhường nhịn và thông cảm nhau, ắt sẽ qua đi cơn sóng gió. Như vậy cả hai đều sai, có điều không ai chịu nhận ra sự thật. Phát sinh những che đậy như thế nên có gương soi đúc chiếu. Nếu khi sống ai đó thưa kiện và gây hại cho người khác, khi vào địa ngục mọi tội lỗi của người đó sẽ được phản ảnh trong gương soi, giống như bộ phim chiếu lại mọi hành động tội lỗi của người đó khi sống. Đúc chiếu là ánh sáng soi tỏ mọi nơi, mọi sự việc, như giữa ban ngày không giấu bóng được. Kinh văn: nhị thập tương giao cố hữu ác hữu nghiệp kính hỏa châu phi lộ túc nghiệp đối nghiệp chưa sự. Việt dịch: hai tập khí phô bày lẫn nhau nên có ác hữu nghiệp kính hỏa châu phô bày nghiệp xưa đối nghiệp các việc. Giảng giải: hai tập khí phô bày lẫn nhau nên có ác hữu, không chỉ bạn bè mà cả những thân nhân, những người xấu ác, nghiệp kính, các tội lỗi trước đó đều hiện ra trong gương hỏa châu, làm hiện rõ tội ác trong quá khứ. Phô bày nghiệp xưa, mọi tội lỗi sai lầm trước đó đều hiện rõ ra, cùng đối nghiệm các sự việc. Sự đối nghiệm xác chứng mọi hành vi người ấy đã làm trong đời sống. Kinh văn: thị cố thập phương nhất thiết Như Lai sắc mục phúc tạng đồng danh âm tập Bồ Tát quán phúc như đới cao sơn phúc ư cự hải. Việt dịch: vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự che đậy cùng gọi là giặc ngầm. Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao, như lội vào biển lớn. Giảng giải: vậy nên tất cả các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự che đậy cùng gọi là giặc ngầm. Như những điều đã trình bày, các đức Như Lai xem hành động che đậy khác nào tên giặc ngầm. Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao,
như lội vào biển lớn. Các Bồ Tát luôn tránh mọi sự che đậy, các vị ấy không đến tòa thừa kiện. Kinh văn: Vân Hà lục báo, An Nan nhất thiết chúng sanh, lục thức tạo nghiệp, sở chiêu ác báo, tùng lục căn xuất. Việt dịch: Thế nào là sáu giao báo? À nan, tất cả chúng sinh sáu thức gây nghiệp nên trước lấy ác báo đều từ sáu căn mà ra. Giảng giải: Thế nào là sáu giao báo? À nan, tất cả chúng sinh sáu thức gây nghiệp, sáu thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nên trước lấy ác báo khi tạo ác nghiệp đều từ sáu căn mà ra. Kinh văn: Vân Hà ác báo, tụng lục căn xuất, nhất giả kiến báo, chiêu dẫn ác quả, thử kiến nghiệp giao, tắc lâm trung thời, tiên kiến mãnh hỏa, mãn thập phương giới, vong giả thần thức, phi trụ thừa yên, nhập vô gián ngục. Việt dịch: Ác báo từ sáu căn phát minh ra như thế nào? Một là giao báo về thấy chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp thấy ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng đầy khắp mười phương, thần thức người chết bay rơi theo khói vào ngục vô gián. Giảng giải: Giao là sự kết nối, hàm ý yếu tố phạm tội vượt trội hơn so với các căn khác. Hơn nữa, một căn trong sáu căn đều có tương quan liên hệ với nhau. Ví như mắt nhìn thấy sắc thì nhãn căn liền tác động đến năm căn còn lại. Phật dạy con người do sáu căn có thể tu thành Phật, song cũng từ sáu căn mà dễ dàng tạo nghiệp chướng. Tại sao chúng ta tạo nghiệp nhiều như vậy? Đấy là vì chúng ta không thể tự chủ, không kiểm soát được chính mình. Đặc biệt chúng ta không thể tự mình quay trở lại lắng nghe tự tánh của mình. Chúng ta chỉ say mê đeo đuổi những đối tượng của các căn mà thôi. Ác báo từ sáu căn phát minh ra như thế nào? Một là giao báo về thấy chưa cảm ác quả. Vì mắt khi nhìn thấy sắc hình thể do tác động của sắc, nên ý thức huân tập những điều xấu, tạo nên nghiệp chướng. Khi nghiệp thấy ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng đầy khắp mười phương. Nghiệp nói đến ở đây là nghiệp chướng. Vậy tại sao có sự tác động hỗn hợp giữa các căn? Đấy là sự chuyển đổi quan điểm nhận thức và nghiệp cũng nhân đấy mà tăng trưởng hỗn hợp nhau. Sự ảnh hưởng của đối tượng nhìn thấy khiến tại muốn nghe tiếng và đeo đuổi theo đối tượng ấy. Chẳng hạn mắt nhìn thấy sắc đẹp thì sinh lòng ưa thích, tại muốn nghe lời dịu dàng, mũi muốn ngửi hương thơm, lưỡi thích nếm vị ngon, thân muốn đụng chạm và ý sinh yêu mến, do đó nên gây ra nghiệp. Chiêu cảm các ác báo như ôm lấy cột đồng hay nằm trên giường sắt, hoặc nam căn nữ căn bị quỷ dùng móc sắt gây hại. Tại sao lại ra nông nỗi vậy? Mọi sự phạm tội đều bắt đầu từ cái nhìn. Cái nhìn thực ra cũng chỉ là cái nhìn nếu người ta nhìn thấy và chẳng hành động đeo đuổi gì cả. Như khi mắt nhìn thấy sắc nhưng chẳng thấy điều gì. Nếu có được khả năng như vậy thì quý vị có nhìn suốt ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Còn như không thế thì nên thận trọng, tránh đường để gặp cột đồng nơi địa ngục. Kinh văn nói lúc lâm chung mọi người đều sẽ chết, không có ai tự nhận mình sẽ sống mãi mãi, trừ phi người tu hành đã thành tiên thánh. Trong trường hợp đó họ có thể sống hoặc chết tùy ý. Hoặc nếu quý vị là bậc A-la-hán, là Bồ Tát thì quý vị đã vượt hẳn sự sống chết rồi. Không thế, ắt mọi người cũng sẽ đến lúc lâm chung. Khi cả chết đến với người tội lỗi, đối tượng họ nhìn thấy là lửa hồng rực cháy. Đấy chính là lửa dục, là tham muốn nhục dục. Ngọn lửa đỏ ấy không dừng lại một nơi nào, mà nó đầy khắp hư không và xuyên suốt khắp pháp giới. Khi ấy thần thức người chết bay rơi theo khói vào ngục vô gián. Thần thức tức thức thứ 8, hoặc có khi gọi là linh hồn, nó có khả năng thành Phật hoặc thành quỷ. Sau khi mệnh trung, thần thức ấy gọi là thân trung ấm. Điều gì sẽ xảy ra với thân trung ấm? Đầu tiên nó sẽ bay lên, nhưng sau đó nó rơi xuống. Thần thức có khả năng bay vượt không gian, nhưng trong trường hợp này, thức không còn mạnh mẽ sâu sắc, nên chỉ bay lên một ít rồi rơi xuống. Thần thức người chết bay rơi theo khói vào ngục vô gián. Đấy không phải là một sân chơi, tôi nghĩ cả tên lửa cũng không muốn đâm đầu xuống nơi ấy. Vậy nên chúng ta nên gieo nhân lành để tránh những quả dữ như thế. Kinh văn: Phát minh nhị tướng, nhất giả minh kiến, tác năng biến kiến, chủng chủng ác vật, sanh vô lượng úy, nhị giả ám kiến, tịch nhiên bất kiến, sanh vô lượng khủng. Việt dịch: Phát ra hai tướng, một là thấy sáng, thấy khắp nhiều loại thú dữ, sinh ra khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối, lặng yên chẳng thấy gì, sinh ra sợ hãi, vô hạn.
Giảng giải, người tạo nghiệp nặng ắt phải rơi vào ngục vô gián. Ở đây thần trung ấm phát ra hai tướng, một là thấy sáng, thấy khắp nhiều loại thú dữ. Với nhận thức ánh sáng tỏ, người đó sẽ thấy rất rõ mọi điều. Họ sẽ thấy gì? Thấy tất cả mọi điều dữ. Những điều ấy rất đáng sợ mà quý vị có thể tưởng tượng được. Đấy là sói, là hổ, những thân người, đầu trâu, mặt ngựa, đó là bọn quỷ vô thường, đều rất đáng sợ. Thân uẩn nhận ra những loài hung dữ ấy nên sinh ra khiếp sợ vô cùng. Họ phải chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm ấy. Hay là thấy tối, lặng yên chẳng thấy gì, chẳng nhìn thấy được gì vì không có ánh sáng của mặt trời, trăng, sao và đèn đuốc. Tất cả đều lặng yên chẳng thấy gì, từ đó mà sinh ra sợ hãi vô hạn. Khi ấy chỉ còn là nỗi sợ khủng khiếp. Nếu người đó có thấy một cô gái đẹp mà anh ta còn có ý ham muốn thì quả là rất lạ. Người ấy chỉ còn sợ và sợ trong cõi địa ngục ấy vì đã tạo nghiệp dâm dục. Kinh văn: Như thị kiến hỏa thiêu thính năng vi, hoạch thang dương đồng. Thiêu tức năng vi, hắc yên tử diệm, thiêu vị năng vi, tiêu hỏa thiết bi, thiêu xúc năng vi, nhiệt hôi lô thán, thiêu tâm năng xanh, tinh hỏa bình sái, biên cổ không giới. Việt dịch: Lửa thấy như thế, đốt cái nghe thì có thể làm vạc dầu sôi, làm cột đồng nóng bỏng, đốt hơi thở thì có thể làm khói đen lửa đỏ, đốt cái nếm thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt, đốt cảm xúc thì có thể làm cho nóng lò than, đốt tâm ý thì có thể thành ra sao lửa rơi khắp, làm rung động cả hư không. Giảng giải: Phần này diễn giải về tình hình chịu khổ của sáu giao hóa. Lửa thấy như thế, đốt cái nghe thì có thể làm vạc dầu sôi, làm cột đồng nóng bỏng. Khi lửa thiêu đốt tai và diệt cái nghe, vào nơi địa ngục nó thành ra vạc dầu và cột đồng nóng cháy. Dầu thì do quỷ đổ vào vạc. Quỷ ở đây chính là thần thức của người chết. Liệu người ấy trong vạc dầu sôi bỏng có nhớ được gì trước đó? Đôi tai là để nghe, mắt để nhìn, nhưng thay vì nghe lẽ phải điều chính đáng thì người đó chỉ lắng nghe lời dụ hoặc êm dịu dẫn đến phạm tội, đến độ phải chịu khổ vì vạc dầu, vì cột đồng. Đốt hơi thở thì có thể làm khói đen lửa đỏ. Khi lửa đốt mũi thì hơi thở thành khói đen, thành lửa đỏ. Đấy là do người đó ưa thích người lấy hương thơm. Nhưng tôi tin rằng loại khói đen đó hít vào chẳng dễ chịu chút nào. Thực ra đó là mùi hôi đáng sợ, nhưng quả báo phải chịu vậy. Đốt cái nếm thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt. Viên tròn là viên sắt nhỏ, khi đưa vào miệng thì nó đốt lưỡi thành khô cháy. Người ấy thích vị của nữ, thích hồn họ, giờ đây y phải điểm tâm hàng ngày bằng cơm sắt ấy. Đốt cảm xúc thì có thể làm cho nóng lò than. Khi lửa đốt xúc giác thì nó biến thành tro và là loại tro nóng. Đốt tâm ý thì có thể thành ra sao lửa dưới khắp, làm rung động cả hư không. Lửa đốt cháy người ấy tỏa ra khắp như sao trên bầu trời, nó làm thành bức tường nóng bỏng khắp cả không gian. Kinh văn: Nhị giả văn báo chiêu dẫn ác quả, thử văn nghiệp giao tác lâm trung thời, tiên kiến ba đào một nịch thiên địa, vong giả thần thức giáng chú thừa lưu nhập vô gián ngục. Việt dịch: Hai là giao báo về nghe trêu cản ác quả. Khi nghiệp nghe ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết rơi xuống theo dòng vào ngục vô gián. Giảng giải: Hai, trong giao báo, trong sáu giao báo là giao báo về nghe. Về căn bản, nếu chúng ta quay trở lại với tính nghe để nghe tự tính thì tính nghe ấy thành đạo phù thượng. Đằng này con người chỉ muốn được nghe những gì ưa thích, nghe những âm thanh không trong sạch hoặc đồi trụy, hoặc thích nghe người nữ nói năng ca hát. Kinh văn nói: Đây là cả hai giới nam nữ, khi phạm tội họ đều chịu đựng hình phạt như nhau, đều phải chiêu cảm ác quả đã gây ra. Chiêu cảm là gọi lại, nào đến đây, giọng điệu rất thuyết phục, đấy là sự dẫn dụ. Khi nghiệp nghe ấy giao báo thì lúc lâm chung trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất. Nghiệp nghe thuộc nhĩ căn, khi chiêu dẫn quả báo thì trạch nó là thủ phạm, còn năm căn khác là tòng phạm. Quỷ, thân trung ấm sẽ nhìn thấy sóng dâng trào đầy khắp. Điều đó có thực không? Không, đấy chỉ là hình tượng biểu hiện vì nghiệp báo của người đó. Nó như là thật khi mọi người chúng ta nhìn thấy núi, sông, mặt đất, cây cối, nhà cửa, San Francisco, New York, Nhật Bản và mọi thứ khác
Tất cả đều là sự biểu hiện về nghiệp lực của chúng ta. Không có nghiệp lực, tất cả chỉ như hư không. Nếu nghiệp của quý vị chấm dứt, tình của quý vị là rỗng không, thì mọi sự các pháp giới đều là không. Nó hoàn toàn rỗng suốt, chẳng có gì. Chỉ vì chúng ta đeo đuổi trước nhiễm nên thấy có hình thể màu sắc. Quỷ thấy sóng nước dâng tràn thì thần thức người chết rơi xuống theo dòng vào một vô gián. Người đó theo dòng và rốt cùng trở lại căn nhà của các anh em. Nơi đó ở đâu? Đấy là địa ngục vô gián. Và ai là anh em? Là cái thấy của người đó. Cả sáu anh em cùng hợp lại. Kinh văn: Phát minh nhị tướng, nhất giả khai thính, thính trùng trùng nháo, tinh thần hốt loạn, nhị giả bí thính, tịch vô sở văn, u phách trầm một. Việt dịch: Phát ra hai tướng, một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần hoảng loạn; hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, u hồn chìm lặng. Giảng giải: Rất nhiều người đã được nhắc nhở khuyên giải nhưng họ vẫn cố tình gây tội lỗi. Quý vị nói về điều hay để thành Phật nhưng họ không thích làm Phật. Nói về những khủng khiếp nơi địa ngục, họ không tin. Thành một vị Phật là điều tốt đẹp nhưng họ không chịu cố gắng. Chuyện đó để bàn sau nhé. Có khi họ nghe nói, nghe âm thanh không trong sáng là tạo nghiệp, nhưng rồi họ lại say mê lắng nghe. Họ nghĩ: Tôi có nghe điều đó trong kinh nhưng tôi không tin đó là thật. Khi thân trung ấm rơi vào ngục vô gián, liền phát ra hai tướng, một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần hoảng loạn, các địa ngục hiện ra rõ ràng. Hoảng loạn có nghĩa chẳng nhớ được gì. Hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, u hồn chìm lặng, hoàn toàn điếc đọc, hồn chẳng còn biết đâu là đâu, nó chìm hẳn đi. Kinh văn: Như thị văn ba, chú văn tác năng, vì trách vì cật. Chú kiến tác năng, vì lôi vì hống, vì ác độc khí. Chú tức tác năng, vì vũ vì vụ. Sái trừ độc trùng, châu mãn thần thể. Chú vị tác năng, vì nùng vì huyết. Trùng trùng tạc uế, chú xúc tác năng, vì xúc vì quỷ, vì dực vì tùy. Chú ý tác năng, vì điện vì bạc, tồi toái tâm hồn. Việt dịch: Sóng nghe như thế, rót vào cái nghe thì có thể làm trách cứ, làm hỏi han. Rót vào cái thấy thì có thể làm sấm, làm thét, làm hơi độc dữ. Rót vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm mù, dưới các sâu độc lên khắp thân thể. Rót vào các vị thì có thể làm mù huyết, các thứ nhơ nhớp. Rót vào cảm xúc thì có thể làm xúc vật, làm quỷ, làm phân nước tiểu. Rót vào ý nghĩa thì có thể làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm hồn. Giảng giải: Sóng nghe như thế, rót vào cái nghe, tức nhĩ căn, thì có thể làm trách cứ, làm hỏi han. Rót vào cái thấy thì có thể làm sấm, làm thét, làm hơi độc dữ. Đây là địa ngục sấm chớp, có đầy khí độc. Rót vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm mù, dưới các sâu độc lên khắp thân thể. Đây là địa ngục lúc nào cũng mưa và sương mù dày đặc. Mưa là những sâu độc bám vào khắp người. Rót vào các vị thì có thể làm mù huyết, các thứ nhơ nhớp, rất đỗi dơ giấy, bẩn thỉu. Rót vào cảm xúc thì có thể làm xúc vật, làm quỷ, làm phân nước tiểu. Phải chịu đựng nơi địa ngục đầy phân nước tiểu. Rót vào ý nghĩ thì có thể làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm hồn. Trong địa ngục này, mưa đá và sấm chớp dữ dội, tâm thức của quỷ bị đánh nát ra. Kinh văn: Tam giả khiếu báo, chiêu dẫn ác quả. Thử khiếu nghiệp giao, tắc lâm trung thời, tiên kiến độc khí, xung tắc viễn cận, vong giả thần thức, tục địa dũng xuất, nhập vô gián ngục. Việt dịch: Ba là giao báo về người, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp người ấy giao báo thì lúc lâm trung, trước hết thấy hơi độc đầy khắp ra gần, thần thức người chết từ dưới đất trồi lên vào ngục vô gián. Giảng giải, quý vị sẽ đặt vấn đề: Mũi chỉ đẻ người, sao lại tạo nghiệp? Tuy nhiên sự người cũng có thể tạo nghiệp đấy. Nghiệp của khiếu giác chính là sự tham trước mùi hương, chẳng hạn ưa thích mùi hương phụ nữ. Với tà kiến như vậy thì mọi nghiệp ác đều có thể gây ra, sau đó phải nhận lấy quả báo. Do đó, ba là giao báo về người, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp người ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy hơi độc đầy khắp xa gần. Khi sống, người đó thích người hương thơm, nhưng đến đây thì mọi thứ hương ấy đều biến thành khói độc. Thần thức người chết từ dưới đất trồi lên vào ngục vô gián. Khi thấy mọi thứ đều thấm độc, người ấy cố trồi lên mặt đất để lẩn trốn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ rơi vào ngục vô gián.
kinh văn. Phát minh nhị tướng nhất giả thông văn, bị trừ ác khí huần cực tâm ưu, nhị giả tác văn khí yểm bất thông, muộn tuyệt ừ điện. Việt dịch: phát sinh hai tướng, một là ngửi thông, bị các hơi độc sông cùng tột làm cho tâm rối loạn; hai là ngạt mũi, hơi thở ngạt không thông, nằm chết giấc dưới đất. Giảng giải: thân trung ấm phát sinh hai tướng, một là ngửi thông, bị các hơi độc sông cùng tột làm cho tâm rối loạn, tâm thần người đó hoàn toàn hoảng loạn; hai là ngạt mũi, hơi thở ngạt không thông, không sao thở được, đành nằm chết giấc dưới đất, người đó rất đỗi thất vọng và ngã ra chết ngất. Kinh văn: như thị khiếu khí, xung tức tắc năng, vi chất vi lý, xung kiến tắc năng, vi hỏa vi cự, xung thính tắc năng, vi một vi nịch, vi dương vi phí, xung vị tắc năng, vi nỗi vi sảng, xung xúc tắc năng, vi chán vi lạ, vi đại nhục sơn, hữu bách thiên nhãn, vô lượng tác thực, xung tương tắc năng, vi khôi vi trướng, vi phi xa lịch, kích toái thân thể. Việt dịch: hơi ngửi như thế, xông vào hơi thở thì có thể làm thông làm ngạt, xông vào cái thấy có thể làm lửa làm đuốc, xông vào cái nghe có thể làm chìm ngập làm chết đuối, làm nước lớn làm nước sôi, xông vào cái vị có thể làm cái tanh cái ôi, xông vào cảm xúc có thể làm xấu làm nát, làm núi thịt lớn có trăm ngàn con mắt hút ăn không cùng, xông vào ý nghĩ có thể làm cho làm trướng khí, làm cát đá bay lên đánh nát thân thể. Giảng giải: hơi ngửi như thế, xông vào hơi thở thì có thể làm thông làm ngạt, thường xuyên phải chịu đựng điều như vậy, xông vào cái thấy có thể làm lửa làm đuốc, đây là địa ngục của lửa của đuốc, xông vào cái nghe có thể làm chìm ngập làm chết đuối, đây là địa ngục tràn ngập máu nước tiểu, hoặc nó làm nước lớn làm nước sôi, đây là các địa ngục khác, xông vào cái vị có thể làm cái tanh cái ôi, tanh là mùi cá thối rữa, ôi là mùi ương tanh tưởi, chỉ chung thức ăn đã hỏng bốc mùi, xông vào cảm xúc có thể làm xấu làm nát, làm núi thịt lớn có trăm ngàn con mắt hút ăn không cùng, những người ấy phải ăn sống thịt máu, xông vào ý nghĩ có thể làm cho làm trướng khí, làm các đá bay lên đánh nát thân thể. Hơi ngửi xâm nhập vào ý nghĩ thì biến thành hơi độc thành trướng khí, hoặc cát đá dồn dập bay lên va đập mạnh vào thân thể người ấy. Kinh văn: tứ giả vị báo, chiêu dẫn ác quả, thử vị nghiệp giao, tắc lâm trung thời, tiên kiến thiết cương, mãnh diễm xí liệt, châu phượng thế giới, vong giả thần thức, hạ thấu quải cương, đảo huyền kỳ đầu, nhập vô gián ngục. Việt dịch: bốn là giao báo về vị, chiêu càng ác quả. Khi nghiệp vị ấy giao báo, thì lúc lâm chung trước hết thấy lưới sắt cháy đỏ che khắp thế giới. Thần thức người chết từ dưới tung lên mắc vào lưới treo ngược đầu, vào ngục vô gián. Giảng giải: khi con người nuôi dưỡng thân mình bằng thịt động vật, họ trở nên thích ăn thịt và nghiên cứu về các mùi vị. Họ luôn tìm tòi những vị, những thức ăn mới lạ để thay đổi khẩu vị. Cũng vì vậy mà tạo nên không ít nghiệp xấu. Họ tạo nghiệp bằng cách nào? Trong nghiên cứu tìm hiểu, người Trung Quốc cho rằng thịt tươi là thức ăn dinh dưỡng tốt nhất và họ ăn sống động vật, gọi đấy là thịt tươi sống. Người phương Tây ướp lạnh thịt trước khi nấu ăn. Người Trung Quốc cho rằng thịt ướp lạnh mất đi nhiều bổ dưỡng, họ thích những loại thịt còn tươi sống hơn. Đặc biệt người Trung Quốc có tài nấu nướng các thức ăn rất khéo léo, hoặc họ có lối ăn rất lạ. Đầu tiên họ khoét một lỗ tròn giữa bàn, đoạn nhốt chặt con khỉ bên dưới bàn, đặt đầu con khỉ hơi nhô lên giữa bàn, khỉ vẫn còn sống. Kế đến người ta khéo léo vạt đỉnh đầu con khỉ, mọi người ngồi quanh bàn dùng muỗng múc lấy óc khỉ ăn sống. Đấy là ví dụ về sự tạo nghiệp do vị giác. Vì tham ăn vị ngon lạ, người ta đã nghĩ ra mọi cách để rồi tự mình gây ra nghiệp chướng. Bốn là giao báo về vị, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp vị ấy giao báo, thì lúc lâm chung trước hết thấy lưới sắt cháy đỏ che khắp thế giới. Nghiệp vị vẫn liên hệ chặt chẽ với năm giác quan khác. Khi người ấy chết, anh ta thấy lưới sắt nung đỏ che phủ khắp thế giới. Thần tức người chết từ dưới tung lên, mắc vào lưới treo ngược đầu, vào ngục vô gián. Thần thức người ấy bị treo ngược trong lưới sắt, đầu trúc ngược xuống, đoạn rơi thẳng vào ngục vô gián. Kinh văn: phát minh nhị tướng, nhất giả hấp khí, kết thành hàn băng,
Đống liệt thần nhục, nhị giả thổ khí, phi vì mãnh hỏa, tiêu lạng cốt tủy. Việt dịch: phát ra hai tướng, một là hít vào thì kết thành giá lạnh, làm đứt nẻ thân thể. Hai là mửa ra thì bay lên thành lửa dữ, đốt rụi xương tủy. Giảng giải: phát ra hai tướng, một là hít vào thì kết thành giá lạnh, làm đứt nẻ thân thể. Hít hơi vào, đó là khí lạnh ấy thành băng thành giá, hơi lạnh ấy làm vỡ nứt cả thân thể. Hai là mửa ra thì bay lên thành lửa dữ, đốt rụi xương tủy. Thở hơi ra thì nó thành lửa đốt cháy cả xương tủy. Kinh văn: như thị thưởng vị, lịch thưởng tác năng, vi thừa vi nhẫn, lịch kiến tác năng, vi nhiên kim thạch, lịch thính tác năng, vi lợi bình nhận, lịch tức tác năng, vi đại thiết lung, di phúc quốc độ, lịch xúc tác năng, vi cung vi tiễn, vi nỗ vi xạ, lịch tư tác năng, vi phi nhiệt thiết, tùng không vũ hạ. Việt dịch: vị báo như thế, qua cái nếm thì có thể làm chịu làm nhận, qua cái thấy thì có thể làm kim thạch đốt cháy, qua cái nghe thì có thể làm binh khí sắc bén, qua hơi thở thì có thể làm lồng sắt đớn che khắp cõi nước, qua cảm xúc thì có thể làm cung làm tên làm nỏ làm bắn, qua ý nghĩ thì có thể làm sắt nóng bay lên và từ trên không dưới xuống. Giảng giải: vị báo như thế và nghiệp ác đã gây ra, qua cái nếm thì có thể làm chịu làm nhận. Làm chịu có nghĩa mặc dù không muốn nhưng cũng đành phải chấp nhận, vì nghiệp báo đã tạo, vì nghiệp ác đã tạo. Làm nhận là phải chịu đựng những điều khó chịu, chúng ta không thể phủ nhận trách nhiệm. Qua cái thấy thì có thể làm kim thạch đốt cháy, đây là địa ngục đầy lửa đun nóng các loại kim thạch. Qua cái nghe thì có thể làm binh khí sắc bén, địa ngục này có nhiều loại binh khí đâm chém thân người. Qua hơi thở thì có thể làm lồng sắt lớn che khắp cõi nước, cả một khoảng rộng như khắp đất nước. Qua cảm xúc thì có thể làm cung làm tên, làm nỏ làm bắn, cung và tên bắn vào thân người. Qua ý nghĩ thì có thể làm sắt nóng bay lên và từ trên không dưới xuống, các mảnh kim thạch nóng cháy từ trên không rơi xuống đốt thân người. Kinh văn: ngũ giả xúc báo, triều dẫn ác quả, thử xúc nghiệp giao, tắc lâm trung thời, tiền kiến đại sơn, tứ diện lai hợp, vô phục xuất lộ, vong giả thần thức, kiến đại thiết thành, hỏa xà hỏa cầu, hổ lang sư tử, ngưu đầu hộp tốt, mã đầu la sát, thủ chấp thương mâu, khu nhập thành môn, hướng vô gián ngục. Việt dịch: năm là giao báo về xúc, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp xúc ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy núi lớn, bốn mặt hợp lại, không con đường ra. Thần thức người chết thấy thành sắt lớn, rắn lửa chó lửa, hổ sói sư tử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương giáo, lùa vào cửa thành, hướng tới ngục vô gián. Giảng giải: năm là giao báo vẻ xúc, chiêu cảm ác quả. Nếu một người tham trước các đối tượng của xúc, ắt cũng sẽ phải trải quả ác. Khi nghiệp xúc ấy giao báo thì lúc lâm trùng, trước hết thấy núi lớn, bốn mặt hợp lại, không còn đường ra. Nghiệp tạo từ xúc giác vẫn kết chặt với nghiệp của các quan năng khác. Người gây nghiệp như vậy sẽ bị nghiệp báo, thấy các núi lớn vây quanh và vây ép chặt lại, không còn đường để thoát. Thần thức người chết thấy thành sắt lớn. Khi sự mù của núi vây phủ, người ấy nhận ra một thành sắt lớn, rắn lửa chó lửa, hổ sói sư tử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương giáo, lùa vào cửa thành, hướng tới ngục vô gián. Đấy là những loài hung tợn, nhưng chúng là lửa. Ngục tốt đầu trâu có nhiệm vụ giữ thành, quỷ la sát đầu ngựa và các ngục tốt cầm các loại binh khí xua đuổi các tội nhân vào thành. Ngay khi vào thành, họ đều bị rơi xuống ngục vô gián. Kinh văn: phát minh nhị tướng, nhất giả hợp xúc, hợp sơn bức thể, cốt nhục huyết hội, nhị giả ly xúc, đao kiếm xúc thân, tâm can đổ liệt. Việt dịch: phát ra hai tướng, một là hợp xúc thì núi khép lại ép thân mình, xương thịt nát ra máu. Hai là ly xúc thì gươm dao chạm thân mình, tim gan cắt xẻ. Giảng giải: phát ra hai tướng, một là hợp xúc thì núi khép lại ép thân mình, xương thịt nát ra máu. Từ bốn phía núi kẹp lại, nén ép thân người, các bộ phận cơ thể vỡ vụn ra thành khối thịt nát. Khi người đó chết, tất nhiên sẽ có ngọn gió lành thổi đến, người đó sống lại một thân người mới và cũng lại tiếp tục chịu đựng những hình phạt ấy, sống rồi chết, chết rồi sống, cứ liên tục như vậy. Đấy là quả báo của xúc nghiệp.
Hai là ly xúc thì gươm dao chạm thân mình, tim gan cắt xẻ. Dao gươm thương tấn công vào người, nội tạng hoàn toàn bị hủy diệt. Kinh văn: Như thị hợp xúc, lịch xúc tắc năng, vi đạo vi quán, vi sảnh vi án, lịch kiến tắc năng, vi thiêu vi nhiệt, lịch thính tắc năng, vi tràng vi kích, vi trí vi xạ, lịch tức tắc năng, vi quát vi đại, vi khảo vi phược, lịch thường tắc năng, vi canh vi kiểm, vi tràng vi tiệt, lịch tư tắc năng, vi trụy vi phi, vi tiên vi trá. Việt dịch: Xúc báo như vậy, qua cái xúc thì có thể làm đạo làm quán, làm sảnh làm án. Qua cái thấy thì có thể làm đốt làm nung. Qua cái nghe thì có thể làm đập làm đánh, làm đâm làm bắn. Qua cái thở thì có thể làm trùm, làm bọc, làm tra, làm trói. Qua cái nếm thì có thể làm cày, làm kiểm, làm chém, làm chặt. Qua ý nghĩ thì có thể làm rơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. Giảng giải xúc báo như vậy, qua cái xúc thì có thể làm đạo, làm quán, làm sảnh, làm án. Đạo là xuất hiện khi hai vật va chạm nhau. Quán là trói buộc. Sảnh là bị dao cắt và án là tên bắn vào người. Qua cái thấy thì có thể làm đốt, làm nung. Khi cảm xúc bị cái thấy tác động, người đó phải chịu quả báo thiêu đốt như ở địa ngục nước sôi và than lửa vậy. Qua cái nghe thì có thể làm đập, làm đánh, làm đâm, làm bắn. Đập là bị đưa tới trước tòa của địa ngục. Đánh bị khảo sát thẩm vấn trước khi qua cổng. Bắn là chịu đựng hình phạt đã gây nên tội. Qua cái thở thì có thể làm trùm, làm bọc, làm tra, làm trói. Trùm là đặt các thứ vào trong, bọc, cái, túi đựng, tra cho vào bọc, sau đó đánh đập, trói bị buộc chặt lại. Qua cái nếm thì có thể làm cày, làm kiềm, làm chém, làm chặt. Cày là lưỡi bị móc sắt kéo dài ra làm lưỡi cày. Kiềm, lưỡi bị kiềm kẹp, chặt đạn kéo dài ra. Chém, lưỡi bị cắt đứt, chặt là lưỡi bị băm nhỏ. Qua ý nghĩ thì có thể làm rơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. Rơi là bị ném lên không và đổ xuống. Bay, người đó bị ném mạnh vào khoảng không, sau đó đâm sầm xuống đất. Nấu, dùng lửa đun đốt. Nướng là đốt cháy thân mình. Kinh văn: Lục giả tư báo, chiêu dẫn ác quả, thử tư nghiệp giao, tác lâm trung thời, tiên kiến ác phong, suy hoại quốc độ, vong giả thần thức, bị suy thượng không, triển lạc thừa phong, đọa vô gián ngục. Việt dịch: Sáu là giao báo về ý nghĩa, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ý ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió dữ thổi nát cõi nước, thần thức người chết bị thổi lên không, xoay rơi theo gió xa vào ngục vô gián. Giảng giải: Sáu là giao báo về ý nghĩ, chiêu cảm ác quả. Do ý thức tạo nghiệp nên chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ý ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió dữ thổi nát cõi nước, ý nghiệp nối liền với các quan năng khác, nên lúc lâm chung, cái thấy trước tiên là gió dữ thổi tung tất cả trong thế gian. Thần thức người chết bị thổi lên không, xoay rơi theo gió xa vào ngục vô gián. Hồi người chết bị thổi tung vào không gian, nhưng sau đó thì rơi xuống ngục vô gián. Kinh văn: Phát minh nhị tướng, nhất giả bất giác, mê cực tắc hoang, bồn tẩu bất tức. Nhị giả bất mê, giác trì tức khổ, vô lượng tiễn thiêu, thống thầm nạn nhẫn. Việt dịch: Phát ra hai tướng, một là chẳng biết, tột mê thì hoang mang, chạy rong không thôi. Hai là chẳng mê, hay biết thì khổ, bị đốt cháy không cùng, đau đớn không sao chịu nổi. Giảng giải: Phát ra hai tướng, một là chẳng biết, tột mê thì hoang mang, chạy rong không thôi. Đầu tiên là mất ý thức, khi ấy chẳng còn biết gì, con người rơi vào trạng thái sững sờ như ngốc nghếch. Trong lúc hoảng loạn, kẻ mất ý thức ấy chỉ biết bỏ chạy không dừng nghỉ. Quý vị thấy có đau khổ lắm không? Hay là chẳng mê, hay biết thì khổ, bị đốt cháy không cùng, đau đớn không sao chịu nổi. Đây là trạng thái không hoảng loạn, ý thức nhận biết rõ những gì đang xảy ra, nhưng sự nhận biết ấy là cảm nhận sự đau khổ. Mặc dù không hoảng loạn, nhưng mọi thứ đều là khổ não, đau khổ vì lửa đốt. Cả người như bị ngứa ngáy rất khó chịu, đau đớn ấy liên tục kéo dài mãi. Kinh văn: Như thị tà tư, kết tư tắc năng, vi phương vi sở, kết kiến tức năng, vi dáng vi chứng, kết thính tắc năng, vi đại hợp thạch, vi băng vi xương, vi thổ vi vụ, kết tức tắc năng, vi đại hỏa xa, hỏa thuyền hỏa hạm.
Kết thưởng tắc năng vi đại khiếu hoán, vi hối vi khấp, kết xúc tắc năng vi đại vi tiểu, vi nhất nhật trung, vạn sanh vạn tử, vi yệt vi ngưỡng. Việt dịch: ý báo như thế, kết với ý căn thì có thể làm phương làm sở, kết với cái thấy thì có thể làm gương soi, làm chứng cứ, kết vào cái nghe thì có thể làm đại hợp thạch, làm giá, làm xương, làm đất, làm mù, kết vào hơi thở thì có thể làm xe lửa lớn, làm thuyền lửa, củi lửa, kết vào cái nếm thì có thể làm kêu gọi to, làm ăn năn, làm khóc lóc, kết vào cảm xúc thì có thể làm lớn, làm nhỏ, làm cho một ngày phải muôn lần sống, muôn lần chết, làm nghiêng, làm ngửa. Giảng giải: ý báo như thế, kết với ý căn thì có thể làm phương làm sở, là chỉ những suy nghĩ không chính đáng, sự buông thả ý tưởng, nghĩ về điều lạ lùng khó hiểu, khi tà ý chịu quả báo, nó rơi vào nơi thẩm tra, xét hỏi. Kết với cái thấy thì có thể làm gương soi, làm chứng cứ. Gương soi là tấm gương phản ánh tội lỗi nơi địa ngục. Mọi người đến đây đều phải đi ngang qua gương, họ sẽ nhìn thấy các hành vi thiện ác trong đời sống trước đó không thể phủ nhận được. Kết vào cái nghe thì có thể làm đại hợp thạch, chung quanh bốn bên đều có đá vây kín, đều làm giá, làm xương, lạnh buốt, cùng là làm đất, làm mù. Đây là địa ngục rất ô uế, sương mù màu vàng dày đặc khiến người rơi vào nơi ấy không thấy được điều gì, họ mất hết phương hướng. Kết vào hơi thở thì có thể làm xe lửa lớn. Đấy không phải loại tàu hỏa như quý vị đi nghỉ mát, mà là loại xe đầy lửa đỏ có sức đốt cháy người, làm thuyền lửa. Đấy là con tàu bốc lửa buộc phải leo lên, củi lửa của giam tù nhân đầy lửa. Kết vào cái nếm thì có thể làm kêu gọi to, làm ăn năn, làm khóc lóc. Tiếng ồn trong địa ngục này thật ghê gớm, đầy rẫy những tiếng kêu la, than khóc. Kết vào cảm xúc thì có thể làm lớn làm nhỏ, tức địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, làm cho một ngày phải muôn lần sống, muôn lần chết. Chỉ trong một ngày mà con người phải chịu đựng sự sống chết hàng vạn lần, khiến cho phải làm nghiêng, làm ngửa, người ngã xuống hoặc bỏ dậy hoặc đứng lên, mãi mãi như thế. Tóm lại nơi đấy chẳng dễ chịu chút nào, một nơi quá đau khổ chẳng ai muốn đến cả. Kinh văn: A Nan, thị danh địa ngục thập nhân lục quả, giai thị chúng sanh mê vọng sở tạo. Việt dịch: A Nan, đấy gọi là 10 nhân và 6 quả của địa ngục, nhân quả ấy đều do mê vọng của chúng sinh tạo ra. Giảng giải: A Nan, đấy gọi là 10 nhân và 6 quả của địa ngục. Có nhiều địa ngục và tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ 10 tập nhân: 1 dâm, 2 tham, 3 mạng, 4 sân, 5 trá, 6 cuống, 7 oan, 8 kiến, 9 uổng, 10 tụng. Và 6 quả liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thần và ý, cùng với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nhân quả ấy đều do mê vọng của chúng sinh tạo ra, từ nghĩ tưởng sai lầm, vô minh khởi lên và sinh ra nghiệp. Nhưng nếu chúng ta quay trở lại tánh nghe, lắng nghe tự tính của chính mình, thì mọi nghiệp chướng đều tan biến. Kinh văn: nhược chư chúng sanh ác nghiệp viên tạo, nhập a tỳ ngục thọ vô lượng khổ, kinh vô lượng kiếp. Việt dịch: nếu các chúng sinh sáu căn đồng tạo nghiệp dữ, thì vào ngục a tỳ chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Giảng giải: nếu các chúng sinh sáu căn đồng tạo nghiệp dữ thì vào ngục a tỳ. Nếu chúng sinh tạo nghiệp ác từ 10 tập nhân và 6 giao báo, tất sẽ đi thẳng vào ngục A Tỳ, đấy là ngục vô gián, nhưng rất đỗi khốc liệt nên có tên gọi đặc biệt như vậy. Về căn bản, các ngục vô gián đều có thể gọi là A Tỳ, nhưng do tính chất khủng khiếp hơn nên gọi vậy. Trong địa ngục ấy, các chúng chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Kinh văn: lục căn các tạo cập bỉ sở tác, kiêm cảnh kiêm căn, thị nhân tác nhập, bát vô gián ngục. Việt dịch: nếu tưởng mỗi căn trong sáu căn tạo ra và nghiệp dữ đã làm, gồm cả cảnh và căn, thì người đó vào tám ngục vô gián. Giảng giải: nếu tưởng mỗi căn trong sáu căn tạo ra, nếu tưởng bộ phận mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tự tạo nghiệp, đối với 10 tập nhân, đừng hành vi ấy không diễn ra cùng lúc và nghiệp dữ đã làm, gồm cả cảnh và căn, thì người đó vào tám ngục vô gián. Cảnh tức đối tượng của các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ở đây các căn gây ra các tập nhân nhưng không cùng lúc. Khi cả sáu căn và cảnh cùng tạo nghiệp thì người đó phải chịu quả báo vào tám ngục vô gián. Đó là tám ngục nóng, tám ngục lạnh. Kinh văn: thân khẩu ý tam
tác sát đạo dâm, thị nhân tắc nhập thập bát địa ngục. Việt dịch: nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm thì người ấy vào 18 địa ngục. Giảng giải: nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm, đấy là ba điều ác của thân: một, sát sinh; hai, trộm cắp; ba, tà dâm. Bốn điều ác của miệng: một, vọng ngữ; hai, ỷ ngữ; ba, lưỡng thiệt; bốn, ác khẩu. Ba điều ác của ý: một, tham; hai, sân; ba, si. Nếu nghiệp của thân khẩu ý không trong sạch sẽ gây ra 10 điều ác, thì người ấy vào 18 địa ngục, đấy là 18 địa ngục rất đáng sợ. Kinh văn: tam nghiệp bất kiêm, trung gian hoặc vi, nhất sát nhất đạo, thị nhân tắc nhập, tam thập lục địa ngục. Việc dịch: không đủ cả ba nghiệp thân khẩu ý, hoặc chỉ làm một việc sát hoặc một việc đạo, thì người ấy vào trong 36 địa ngục. Giảng giải: phần trên nói về các nghiệp nặng, nay nói về ba tạo nghiệp không đầy đủ. Không đủ cả ba nghiệp thân khẩu ý, hoặc chỉ làm một việc sát hoặc một việc đạo. Có thể người đó gây nghiệp sát sinh hoặc trộm cắp, hoặc chỉ sát sinh và trộm cắp, hoặc sát sinh và tà dâm, hoặc trộm cắp. Tóm lại người đó không gây đủ cả ba nghiệp, do đó nghiệp ác có phần nhẹ hơn, thì người ấy vào trong 36 địa ngục. Mặc dù phải qua nhiều ngục, nhưng vì tội nhẹ nên ác địa ngục ấy không khốc liệt lắm. Kinh văn: kiến kiến nhất căn, đàn phạm nhất nghiệp, thị nhân tắc nhập, nhất bách bát địa ngục. Việt dịch: chỉ có một căn riêng làm một nghiệp thì người ấy vào 108 địa ngục. Giảng giải: chỉ có một căn nhưng cũng là nguyên nhân gây ra tội lỗi. Cho nên nếu mắt không thấy, miệng chẳng thèm ăn, nếu tai không nghe, ý đâu có vọng động. Nếu quý vị không thấy thức ăn ngon, miệng ác sẽ không phạm tội thèm ăn. Nếu hữu tai không nghe lời yêu thương dịu dàng, thì ý đâu có khởi lên tham dục. Chỉ cái thấy bắt nguồn cho mọi lỗi lầm. Do đó kinh văn nói: chỉ có một căn riêng làm một nghiệp. Có thể người đó chỉ phạm phải một trong ba nghiệp về thân, sát sinh hoặc trộm cắp hoặc tà dâm, thì người ấy vào 108 địa ngục. Kinh văn: do thị chúng sanh, biệt tác biệt tạo, ư thế giới chung, nhập đồng phản địa, vọng tưởng phát sanh, phi bản la hữu. Việt dịch: do các chúng sinh ấy riêng gây ra nghiệp, nên vào chỗ đồng phận trong giới ấy, đó là do vọng tưởng sinh ra, không phải xưa nay vốn có như vậy. Giảng giải: do các trường hợp như đã nói qua, các chúng sinh ấy riêng gây ra nghiệp. Các chúng sinh vì tạo nghiệp khác nhau nên quả báo cũng có khác, nên vào chỗ đồng phận trong giới ấy. Mọi người vì riêng tạo nghiệp nên vào chỗ đồng phận, mỗi tội đều có báo. Các chúng gây ra tội thì đều chịu quả báo nơi địa ngục. Đó là do vọng tưởng sinh ra, không phải xưa nay vốn có như vậy. Đấy là các địa ngục sinh khởi từ tội lỗi gây ra từ vô minh, chúng dẫn khởi từ những suy nghĩ sai lầm. Về căn bản, thực ra chúng đều không có thật. Căn bản của chúng vốn là thanh tịnh và vô trước, chẳng có gì cả. Chỉ vì đi sai một nước thua cả ván cờ, hoặc như nói sai một ly đi một dặm. Phận quỷ. Kinh văn: phục thứ A Nan, thị chư chúng sanh phi phá luật nghi, phạm Bồ Tát giới, hủy Phật niết bàn, chư dư tạp nghiệp, lịch kiếp thiêu nhiên, hậu hoàn tất tội, thọ chư quỷ hình. Việt dịch: lại nữa A Nan, các chúng sinh đó nếu không phá luật nghi, phạm Bồ Tát giới, hủy báng niết bàn của Phật, mà chỉ phạm những nghiệp phức tạp khác, thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp, đẹp hết tội lỗi, thì chịu những hình trạng quỷ. Giảng giải: giải thích về 10 tập nhân và 6 giao báo dù chưa dứt, Đức Thích Ca Mâu Ni bảo: lại nữa A Nan, ta sẽ nói thêm cho ông biết, các chúng sinh đó, những kẻ đã tạo nghiệp, nếu không phá luật nghi, có người nói như đạo Phật là đạo Phật, cần gì phải có giới luật ràng buộc, con người cần tự do, nhất là nước Mỹ thì càng được tự do, nếu không tự do thì chết đi cho rồi, họ phản đối giới luật Phật. Thậm chí còn nói một người xuất gia là thành viên của tăng già, thì thọ giới hay không thọ giới cũng không sao, đấy là lời nói bất chính nhằm mê hoặc chúng, là nguyên nhân dẫn tới địa ngục. Họ phạm Bồ Tát giới, họ không giữ trọn 10 trọng cấm và 48 khinh cấm Bồ Tát giới. Họ hủy báng niết bàn của Phật, cho rằng niết bàn là không thật có. Như vậy họ càng dấn sâu vào tội lỗi và chỉ phạm những nghiệp phức tạp khác, đó đều là nghiệp xấu.
do gây ra các tội thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp là quãng thời gian rất lâu dài để hết tội lỗi. Họ phải chịu đựng hết mọi hình phạt báo ứng nơi địa ngục và tội lỗi gột sạch, thì chịu những hình trạng quỷ. Khi dứt tội, các chúng sinh ấy tái sinh làm quỷ. Có người tự nhận là người học Phật, nhưng họ lại không tin những quỷ nói đến trong Kinh Lăng Nghiêm. Có nhiều loại quỷ chứ không phải một. Thực ra xin nói với quý vị điều này, chú Lăng Nghiêm xét chung, đấy chính là tên của các quỷ. Lashupurchulapuye là tên của quỷ. Lý do chúng ta tụng chú gọi tên của quỷ vương khi tụng danh hiệu của quỷ chúa, các loại quỷ thường khác không dám gây hại phá rối mình. Chú là tên của quỷ thần vậy. Luận về việc tái sinh làm quỷ, vậy đó là loại quỷ nào? Có 10 loại quỷ ứng với 10 nghiệp gây ra từ 10 tập nhân, nhưng thực ra đó chỉ là 10 loại tượng trưng, còn có rất nhiều loại quỷ khác. Kinh văn: Nhược ư bổn nhân tham vật vì tội, thị nhân tội tất, ngộ vật thành hình danh vì quái quỷ. Việt dịch: Nếu do vì tham vật mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp vật thành hình gọi là quái quỷ. Giảng giải: Nếu do vì tham vật, tức nguyên nhân mà làm ra tội, đối tượng tham đó là gì? Đấy là lòng tham muốn dâm dục. Một người tham luyến, đeo đuổi theo đối tượng và gây nên tội ắt phải vào địa ngục. Sau khi đền hết tội ra khỏi địa ngục, nhưng tập khí tham luyến chưa dứt, khi ấy nếu gặp đối tượng vật nào đó, người ấy sẽ hình thành tinh thành quái, gọi là quái quỷ. Kinh văn: Tham sắc vì tội, thị nhân tội tất, ngộ phòng thành hình, danh vị bạt quỷ. Việt dịch: Do tham sắc mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp gió mà thành hình, gọi là bạt quỷ. Giảng giải: Do tham sắc mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp gió mà thành hình. Khi đền tội xong, người ấy ra khỏi địa ngục, nhưng tập khí tham dâm chưa dứt, tính lãng du phóng đãng vẫn còn, nên gặp gió thành hình, gọi là bạt quỷ. Bạt quỷ tức là hạ quỷ, hoặc còn gọi là nữ yêu. Loài quỷ này đến đâu thì nơi đó khô hạn, không có mưa, nhân vì đa dâm nên làm cho âm dương không thuận, mây mưa bất thành. Và đây là sự thực. Nghe Kinh Lăng Nghiêm, quý vị có thể khám phá ra nhiều bí ẩn của thế gian. Những vấn đề khoa học vật lý được nêu rõ trong bản kinh này, nếu không nghe Lăng Nghiêm, quý vị sẽ không hiểu tại sao có khô hạn và hoang mạc. Về căn bản, nơi ấy có nhiều bạt quỷ. Kinh văn: Tham hoặc vi tội, thị nhân tội tất, ngộ xúc thành hình, danh vi mị quỷ. Việt dịch: Do tham dối trá mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp xúc thành hình, gọi là mị quỷ. Giảng giải: Đây là loại quỷ hình thành khi gặp một động vật, có thể đó là con cáo, con sói hoặc là mèo, chó. Những con vật ấy có thể tiềm tàng trong chúng tính chất kỳ lạ, diễu tự nhiên. Tôi thường thấy một con mèo có tính cách của quỷ. Nó có động tác rất khác thường, như nhảy lên nóc nhà cao 3 mét, đoạn từ trên cao nhảy xuống đất hoặc chạy xuyên suốt từ đường này qua đường khác. Loài cáo cũng vậy, nó có thể nhập hồn vào một người và nói năng bình thường. Có rất nhiều hiện tượng lạ như vậy, đấy gọi là mị quỷ. Khi loài quỷ này nhập vào người thì tâm ý người đó thất tán, mất hết nhận thức, như là họ ngủ say đi vậy. Kinh văn: Tham hận vi tội, thị nhân tội tất, ngộ trùng thành hình, danh cổ độc quỷ. Việt dịch: Do tham giận mà làm ra tội, thì người ấy để tội xong gặp con sâu thành hình, gọi là cổ độc quỷ. Giảng giải: Do tham giận mà làm ra tội, thì người ấy để tội xong gặp con sâu thành hình. Tất cả 10 loại quỷ đã thuật qua đều là do lòng tham của họ. Chính lòng tham khiến họ thành hình dạng như quỷ. Ở đây là lòng tham tức giận, lòng chất chứa đầy tức giận. Họ tấn công kẻ khác mà không cần lý do, chính vậy nên tạo thành nghiệp chướng tức giận. Nguyên nhân đó khiến họ vào địa ngục. Khi đền hết tội, họ thành quỷ, thay đổi hình dạng khi gặp sâu, gọi là cổ độc quỷ. Loại cổ độc này thấy có ở Quảng Đông Trung Quốc, người ta dùng nó để hại người khác. Cổ độc trích lấy từ một loại sâu, hòa với thảo dược chế biến thành loại thuốc. Họ pha vào trà cho ai đó uống, uống xong sẽ trở thành kẻ phục tùng mệnh của chủ nhân cổ độc. Nếu trái lệnh sẽ chết. Ở các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Việt Nam đều có các loại cổ độc. Đấy là loại quỷ rất độc hại. Kinh văn:
Tham ức vì tội, thị nhân tội tất, ngộ suy thành hình, danh vi lệ quỷ. Việt dịch: do tham thủ án mà làm ra tội, thì người ấy để tội xong gặp vận suy mà hình thành, gọi là lệ quỷ. Giảng giải: do tham thủ án mà làm ra tội, thì người ấy để tội xong gặp vận suy mà hình thành. Thủ án là luôn nghĩ đến điều đã xảy ra trong quá khứ và lòng cứ tức giận mãi. Vì muốn trả cho được thù nên phạm tội. Sau khi đền hết tội, người ấy ra khỏi ngục vô gián. Nhưng tập khí oán giận chưa dứt, gặp phải vận suy nên thành hình. Đó có thể là vận suy của kẻ thù hoặc loại động vật suy nhược, già yếu. Và kẻ đó nương theo hình dạng thành hình gọi là lệ quỷ. Đây là loại quỷ rất dữ dằn, đáng sợ. Nó có thể hại mạng người cách dễ dàng như lấy đồ trong túi. Kinh văn: tham ngạo vi tội, thị nhân tội tất, ngộ khí thành hình, danh vi ngạ quỷ. Việt dịch: do tham ngạo mạn mà làm ra tội, thì người đó đền tội xong gặp khí thành hình gọi là ngạ quỷ. Giảng giải: do tham ngạo mạn mà làm ra tội, thì người đó đền tội xong gặp khí thành hình. Một kẻ cao ngạo sẽ chẳng coi ai ra gì. Chúng ta không nên cao ngạo ngã mạn hoặc khiếm nhã đối với người khác. Một người chẳng muốn biết gì về đối tượng khi tiếp xúc thì thật là mất lịch sự. Thời Tam Quốc ở Trung Quốc, có một danh sĩ tên Nễ Hoành. Ngày nào ông ta đến viếng Tào Tháo. Khi ấy quyền lực Tào Tháo rất lớn và ông ta rất đỗi kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Biết Nễ Hoành đến, Tào Tháo dặn dò các quan thần cứ ngồi yên lặng, đừng mang đến khách để xem tài năng kẻ sĩ kia thế nào. Khi Nễ Hoành đi vào, thấy mọi người ngồi lặng yên, chẳng ai đứng lên chào hỏi hoặc nói năng gì. Nễ Hoành thấy thế bèn khóc lên. Tào Tháo hỏi: tại sao ông khóc? Nễ Hoành đáp: tôi thấy mọi người ngồi chết lặng lặng trong triều, vậy sao chẳng đau lòng mà không khóc được. Tào Tháo bị Nễ Hoành mắng khéo, ông ta chỉ biết lặng thinh nuốt giận. Người gây nên tội sau khi đền hết tội và ra khỏi địa ngục, gặp khí thì thành hình. Đấy là loại khí làm cho thần thức người đó thành hiển hiện gọi là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là tên gọi chung, chỉ các quỷ chẳng có gì để ăn. Chúng có hình dạng bụng to như cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim, do đó chúng chẳng nuốt được thức ăn. Nếu thấy loại quỷ như thế, quý vị thấy có đáng sợ không? Kinh văn: tham võng vì tội, thị nhân tội tất, ngộ u vì hình, danh vì yểm quỷ. Việt dịch: do tham lừa gạt mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp u uẩn thành hình gọi là yểm quỷ. Giảng giải: do tham lừa gạt mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp u uẩn thành hình. Chỉ vì tham lam dối gạt nên gây ra tội chướng, người ấy phải vào ngục vô gián chịu tội, trải qua hàng trăm ngàn kiếp, chịu được ác báo, nghiệp báo trả xong, người ấy ra khỏi địa ngục. Nhưng vì tập khí dối gạt chưa dứt, thích đeo đuổi những tối tâm ẩn khuất gặp u uẩn nên thành hình gọi là yểm quỷ. Quý vị còn nhớ cửu quỷ Cừu Bàn Trà đã nói qua chính là loại quỷ này. Một người học trò của tôi nói anh ta từng gặp loại quỷ này nhiều lần, có khi ra sức xua đuổi chúng, dĩ nhiên anh ta không mất mạng. Mối nguy hại là sống lẫn cùng chúng, và loại yểm quỷ nào có thể hại người bằng kỹ thuật của chúng. Nhưng ngày nay người học trò tôi đã tìm Phật, và tôi tin loại quỷ ấy không dám quấy phá anh ta nữa. Kinh văn: tham minh vì tội, thị nhân tội tất, ngộ tinh vi, hình danh võng lượng quỷ. Việt dịch: do tham tà kiến mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp tinh hoa thành hình gọi là vọng lượng quỷ. Giảng giải: tà kiến là quan điểm nhận thức của riêng mình. Với kiến thức, con người nhận xét sự việc rất tinh tế khéo léo, nhưng cũng chính từ sự thông minh đó chúng ta lại phạm phải nhiều hành động sai trái. Như biết rõ giết người là phạm tội thế mà họ vẫn chẳng nương tay, biết trộm cắp là có lỗi họ vẫn lấy cắp. Có thể đó là người giỏi, là người thông minh, lời nói có sức thuyết phục, nhưng hành động thì bất chính. Có người do tham tà kiến, người đó thông minh nhưng hành động hồ đồ sai trái mà làm ra tội. Do phạm tội, người đó phải vào ngục vô gián chịu đựng khổ não qua chẳng ngàn kiếp. Đền tội xong, được thoát khỏi địa ngục, vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tập khí cũ chưa dứt, tà kiến vẫn còn, thế nên gặp tinh hoa thành hình gọi là vọng lượng quỷ. Nếu hút thần thức người đó gặp người mạnh mẽ, đầy năng lực hoặc tinh hoa của nhật nguyệt, tất sẽ theo đó hiện hình. Quỷ vọng lượng như thế nào? Có khi chúng hiện thành trẻ con, nhưng chỉ có một chân hoặc một thiếu niên,
nhưng có đầu giữa đôi chân. Đấy là những hình dạng rất đáng sợ. Ở nhiều nơi rừng núi có hổ dữ, mọi người sẽ không dám đi qua đấy. Nhưng loài quỷ này sẽ hóa hiện thành người và đi lại nơi ấy. Nhiều người thấy vậy nghĩ là hổ đã đi xa nên tiếp tục lên núi. Rốt cuộc họ bị hổ giết hại. Như vậy chính quỷ vọng lượng đã giúp cho hổ ăn thịt người. Kinh văn: Tham thành vi tội, thị nhân tội tất, ngộ minh vi hình, danh dịch xử quỷ. Việt dịch: Do tham vù vạ mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp tinh linh thành hình, gọi là dịch xử quỷ. Giảng giải: Do tham vù vạ mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp tinh linh thành hình. Đây là tập khí dối trá. Vì muốn được nên dùng mọi cách dối gạt người. Hành động ấy khiến người phạm tội đi vào địa ngục. Sau hàng trăm ngàn kiếp chịu tội, người ấy ra khỏi địa ngục, nhưng tập khí dối trá chưa dứt. Thật tức người ấy vẫn muốn gạt người. Do đó khi gặp tinh linh, tức là loại chú thuật, thì thành hình gọi là dịch xử quỷ. Nó giúp con người làm những điều họ muốn. Tại Trung Quốc có người tên Kỷ Hiểu Đường, dưới tay ông ta có 5 con quỷ dịch xử. Loài quỷ này cũng có 5 thần thông: Thiền Nhãn, Thiên Nhĩ, Thần Túc, Túc Mạng và Tha Tâm Thông, không có Lộng Tận Thông. Loài quỷ này thuộc âm, không phải thuần dương, nên sức thần thông không lớn. Kỷ Hiểu Đường dùng quỷ này đi truyền đạt tin tức, nơi nào có tai họa, ông sai bọn chúng đến cứu giúp người lương thiện. Đương thời người trong xóm đều gọi ông là thần tiên sống. Kinh văn: Tham đảng vi tội, thị nhân tội tất, ngộ nhân vi hình, danh truyền tống quỷ. Việt dịch: Do tham bè phái, che giấu mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp con người thành hình, gọi là truyền tống quỷ. Giảng giải: Do tham bè phái che giấu mà làm ra tội, thì người ấy đền tội xong gặp con người thành hình. Bè phái che giấu, hàm ý kéo nhau ra tòa kiện tụng. Có khi ra tòa, họ kết bè phái vù vạ hại người, nói trái thành phải, phải thành trái để giành lấy chiến thắng. Người phạm tội như vậy ắt phải chịu quả báo. Khi đền tội xong, thần thức của họ gặp người thành hình, gọi là truyền tống quỷ. Loài quỷ này nương vào hình dạng con người, nói năng như một người bình thường. Có khi kẻ đó giả dối tự xưng mình là Phật, là Bồ Tát, xuất hiện trong đời để cứu nhân độ thế. Khi đoán biết được mọi sự lành dữ sẽ xảy ra, rất linh nghiệm. Như vậy làm sao phân biệt được thật giả chính tà? Nếu chẳng có ý đồ gì mà là do tu hành chân chính đạt được thần thông, thì đó là chính. Như nương vào người mà thành hình, muốn người khác cúng dường phụng sự, dối gạt kẻ khác thì đó là tà. Tại Trung Quốc có người bị quỷ hoặc thần nhập vào người, thường gọi là ông đồng, bà bóng. Họ có thể chữa trị bệnh. Như trước đây tôi còn nói đến, những kẻ như vậy có thể tự mình cầm dao đâm vào đầu vào người của chính mình. Đấy là người của quỷ truyền tống. Kinh văn: A Nan, thị nhân giai sĩ, thuần tỉnh đọa lạc, nghiệp hỏa thiêu cản, thượng xuất vi quỷ, thử đẳng giai thị, tự vọng tưởng nghiệp, chi sở chiêu dẫn, nhược ngộ bồ đề, tác diệu viên minh, bổn vô sở hữu. Việt dịch: A Nan, những người đó đều vì thuần tình phải đọa lạc. Khi lừa nghiệp đốt sạch xong thì lên làm quỷ, như vậy đều là do cái nghiệp vọng tưởng tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ được đạo bồ đề thì nơi tích diệu viên minh cũng chẳng có gì. Giảng giải: Đức Phật tiếp tục giảng giải: A Nan, ông biết không, những người đó đều vì thuần tình phải đọa lạc, vì họ chìm đắm trong tình, căn bản là vì tình dục, thiếu đi lý trí suy nghĩ chính đáng, họ hành động vì tình vì dục. Điều đó đưa họ vào địa ngục. Tình thuộc âm và suy nghĩ chân chính là dương. Sau khi vào địa ngục và khi lửa nghiệp đốt sạch xong, họ rời khỏi địa ngục thì lên làm quỷ. Mặc dù nơi địa ngục đã đốt sạch nghiệp chướng, nhưng sau khi trở lại thế gian, tập khí cũ vẫn chưa dứt hẳn nên người đó làm thành quỷ. Tình trạng như vậy đều là do cái nghiệp vọng tưởng tự mình chuốc lấy. Sự thực, chính tự thân người ấy khởi vọng tưởng sinh ra vô minh. Vô minh này vọng khởi từ Như Lai tạng tính, tạo ra nghiệp ác, chiêu cảm ác quả khổ não. Nếu ngộ được đạo bồ đề thì nơi tích diệu viên minh vốn chẳng có gì. Nếu người đó tỏ ngộ được đạo bồ đề, tất sẽ thấy tự mình vốn thanh tịnh, bản lai tự tính viên minh trong Như Lai tạng tính là hoàn toàn vắng lặng sáng tỏ, thì có đâu là hoặc nghiệp khổ não. Phận thú. Kinh văn:
Phục thứ A Nan, quỷ nghiệp ký tận, tác tỉnh giữ tưởng nhị câu thành không. Phương ư thế gian, giữ nguyên phụ nhân, oán đối tương trực, thần vì xúc sanh, thù kỳ túc trái. Việt dịch lại nữa, A Nan, khi nghiệp quỷ đã hết, tỉnh và tưởng cả hai đều thành không, mới nơi thế gian cùng với người mắc nợ cũ oán đổi gặp nhau, thân làm xúc sinh để đáp trả nợ cũ. Giảng giải lại nữa A Nan, ta sẽ giảng điều chính yếu để ông hiểu sâu hơn. Khi nghiệp quỷ đã hết, tỉnh và tưởng cả hai đều thành không, người ấy đã dứt sạch cả tỉnh và tưởng, khi ấy mới nơi thế gian cùng với người mắc nợ cũ oán đổi gặp nhau. Người ấy phải trả những điều đã vay. Nếu trước kia ăn thịt các động vật thì nay sẽ bị chúng ăn thịt. Nếu trước kia giết người thì nay người giết lại. Thân làm xúc sinh để đáp trả nợ cũ, người ấy phải trả cho hết những nợ nần đã gây ra trong quá khứ. Nếu giết người tất sẽ bị người giết hại. Nếu nợ một con heo, người ấy sẽ thành heo để trả cho người. Nợ một con chó, con bò, con gà cũng phải trả. Hẳn nhiên biết bao nhiêu nợ không thể trả cho hết trong thế gian này. Nếu quý vị gây ra lầm lỗi, chắc chắn điều đó sẽ làm quý vị phiền muộn, bận lòng. Nếu hành động chính đáng thì chẳng có gì phải bận tâm cả. Kinh văn: Vật quái tri quỷ, vật tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa vi kiều loại. Việt dịch: Quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm loài chim kiêu. Giảng giải: Loài quái quỷ tham vật nên đương theo vật thành hình. Vật tiêu là thoát ra khỏi hình hài sở hữu, nghiệp báo đã trả xong, đoạn chúng tái sinh làm con chim kiêu. Điều này hay xảy ra, song không phải là tất cả. Kinh thi có câu: con chim kiêu, mi là con chim bất hiếu. Vài loại chim kiêu có thể ấp một viên đất và nở ra con. Điều này phải giải thích như thế nào nhỉ? Vâng, thực ra là điều kỳ lạ. Khi chim kiêu nở ra, chúng ăn thịt chim mẹ, đây là loài chim hay mang đến điểm gở. Kinh văn: Phong bị chi quỷ, phong tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa vi cữu trưng, nhất thiết dị loại. Việt dịch: Bạt quỷ theo gió, gió tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm tất cả những loại cửu trưng kỳ dị. Giảng giải: Bất cứ nơi nào bạt quỷ xuất hiện, nơi đó sẽ không mưa, nơi nào chúng đi qua, chỗ ấy sẽ khô hạn. Đấy là những kẻ tham dâm nên tạo nghiệp, gặp gió thành hình bạt quỷ. Khi nghiệp báo đã dứt, chúng trở lại thế gian, nhưng tập khí dâm chưa dứt nên thay vì làm người, chúng trở thành quỷ. Tại sao phải chịu đựng như vậy? Sau khi gây ra nghiệp dâm, bị vào địa ngục, sau đó tái sinh làm bạt quỷ, tập khí cũ vẫn chưa dứt, chúng lại tái sinh làm những loại vật lạ. Chúng có thể sinh làm loài chim có sắc lông sặc sỡ hoặc các loài thú khác, trong chúng tập khí dâm vẫn chưa dứt. Kinh văn: Xúc mị chi quỷ, xúc tử báo tận, sanh ư thế gian, đa vi hổ loại. Việt dịch: Mị quỷ theo xúc, xúc chết báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm loài hồ. Giảng giải: Loài mị quỷ sau khi dứt nghiệp làm quỷ, chúng tái sinh làm loài hồ cáo. Kinh văn: Trùng cổ tri quỷ, trùng diệt báo tận, sanh ư thế gian, đa vi độc loại. Việt dịch: Cổ quỷ theo sâu, sâu diệt báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm loài có độc. Giảng giải: Cổ độc quỷ thành hình là khi gặp loài sâu, khi mạng quỷ dứt tận và nghiệp báo đã hết, nó sinh nơi thế gian làm các loài có độc như bò, cạp, rắn. Kinh văn: Suy lệ chi quỷ, suy cùng báo tận, sanh ư thế gian, đa vi hồi loạn. Việt dịch: Lệ quỷ theo vận suy, suy tột báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm loài run. Giảng giải: Lệ quỷ theo vận suy, suy tột báo hết, sinh nơi thế gian. Bất cứ người nào gặp phải loài quỷ này đều phải lánh xa. Chúng có nhiều uy lực rất đáng sợ. Khi trả báo xong, phần nhiều làm loài run. Đấy là loài run trong ruột chúng ta. Tuy không biết căn bệnh này ở phương Tây, nhưng ở Trung Quốc, loài run này có thể truyền tin. Chúng nói chuyện được đấy. Từ trong bụng, chúng có thể trò chuyện với người đang mang chúng. Không có thuốc để chữa bệnh như vậy, ngoại trừ người bệnh không biết là mình đang được chữa loại thuốc nào. Nếu người bệnh biết mình đang điều trị bằng thuốc nào đó, thì bọn run cũng sẽ biết, có thể diễn đạt ý đó như sau: ông không phải là con run trong bụng tôi, vậy làm sao ông hiểu tôi nghĩ gì?
Không chỉ có run mà còn nhiều loại hữu thể khác hiện hữu trong bụng con người có thể trò chuyện. Tôi xin kể câu chuyện về một tín đồ của tôi ở Hồng Kông. Có thể năm nay bà ấy đã 80 tuổi. Lúc đến tôi nghe đạo, bà ấy chừng 60 tuổi, tài đã điếc. Tôi giảng kinh, bà ấy thực sự không nghe. Bà đến chỉ với lòng tin là tôi đang giảng giải Phật Pháp. Người tín đồ ấy chỉ biết tiếng Quảng Đông, và dù có người phiên dịch bà cũng không nghe được. Muốn lên đến tự viện phải qua hơn 300 bậc thang. Tôi giảng từ 7 đến 9 giờ và bà ta đều đặn đến dự. Lên xuống các nấc thang, đường đi không có đèn, dù có tuổi bà vẫn đi lại không sợ vấp ngã, một người rất nhiệt thành. Ngày nọ khi nghe tụng về hội liên trì của chư Phật Bồ Tát, đột nhiên đôi tai bà ta nghe tỏ tường trở lại, bà không còn điếc. Điều ấy khiến bà càng thêm tin tưởng Phật đạo. Đến một đêm nọ bà nằm mơ, trong mơ bà thấy ba đứa bé độ 2 đến 3 tuổi. Sau giấc mơ đó bà ngã bệnh. Tự nhiên sao lại bệnh? Bà ăn uống nhiều hơn, ăn đến hàng chục lần trong ngày. Nghĩ là mình ngã bệnh, bà đi khám cả đông y tây y, nhưng các bác sĩ nói bà chẳng bệnh gì cả. Tình trạng như vậy kéo dài suốt 2 đến 3 năm. Cuối cùng đến một chiều ngày 7 tháng 2 âm lịch, trước ngày lễ Thích Ca Thành Đạo, khi tôi từ núi Gia Du trở về, bà đến nói với tôi: "Thưa Thầy, tại sao có người trong bụng con nói chuyện với con?" "Nói gì thế?" tôi hỏi. Bà đáp: "Hôm nay con dùng mấy cái bánh bột gạo, ăn xong nghe trong bụng có tiếng nói. Tôi không thích ăn món dở tệ này." Bà nói: "Sao?" Con bảo: "Các ngươi đã được đầy đủ, nếu không ăn thì muốn ăn thứ gì?" Bà ấy nói chuyện với chính cái bụng của mình. Tôi bảo: "Đừng lo, tối nay tôi sẽ giúp bà." Bà về nhà nửa đêm nay thắp hương trên bàn thờ, sau đó niệm danh hiệu Phật. Bà ấy trở về làm theo lời dặn. Khi ấy bà chợt thấy ba đứa bé từ trong bụng mình thoát ra, mấy đứa bé bà từng mơ thấy. Cùng lúc bà thấy Bồ Tát Uy Đầu hiện ra, lấy thức ăn trong bình bát cho ba đứa bé ăn. Chúng ăn xong, Bồ Tát bèn xách tay cả ba đi ra khỏi nhà. Sau đó bà cảm thấy bụng mình như trống rỗng, từ đó bà không còn bệnh ăn nhiều nữa. Loài giun cũng vậy, chúng có thể từ trong bụng người trò chuyện. Nhưng trong trường hợp tín đồ kia không phải là giun, đó là ba con yêu tinh, hai con ếch và một con thằn lằn. Bọn chúng là ngạ quỷ. Tại sao bà ấy vướng phải căn bệnh như vậy? Từ sau khi bà trở thành Phật tử, tôi xét thấy nhân duyên bà rất tốt, chân thành và trong sạch. Nhưng trước đó bà có quen biết một người mắc phải bệnh tương tự vậy. Khi người đó thuật lại chuyện, bà không tin, nói: "Tôi không tin có ai lại nghe quỷ đói từ trong bụng mình nói chuyện đâu." Vì nói không tin, rốt cuộc chính tự thân bà phải trải nghiệm căn bệnh lạ lùng như vậy. Tại Hồng Kông, có nhiều người nghe biết chuyện, họ đều không tin, cho đó là chuyện tức cười. Người Tây Phương thì càng khó tin, và tôi tin rằng những người Hồng Kông biết chuyện nhưng không tin, trong tương lai họ sẽ vướng phải bệnh trạng như vậy. Cái vòng nhân quả rất mạnh. Kinh văn: "Thụ khí trì quỷ, khí tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa vì thực loại." Việt dịch: ngạ quỷ theo khí, khí tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp thức ăn. Giảng giải: trong quá khứ do tham ngạo mạn phạm phải tội ác, khi tội báo trả xong thì chuyển sinh nơi thế gian, nhưng tập khí kiêu mạn chưa dứt nên sinh làm các động vật cung cấp thức ăn như heo, gà, vịt. Kinh văn: miên u trì quỷ, u tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa vi phục loại. Việt dịch: yểm quỷ theo u ám tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều là loại phục vụ. Giảng giải: gặp u ám nên hình thành yểm quỷ, tội chướng dứt tận, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài phục vụ. Phục vụ có hai loại, một là cung cấp y phục như con tằm, cáo, một loại giúp trợ giúp người như ngựa, bò, chó, mèo. Kinh văn: hòa tinh chi quỷ, hòa tiêu báo tận, sanh ư thế gian, đa vi ưng loại. Việt dịch: vọng lượng quỷ theo tinh hoa tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài chim mùa. Giảng giải: vọng lượng quỷ theo tinh hoa tiêu báo hết, các vọng lượng quỷ thành hình khi gặp tinh hoa, đến khi tinh hoa tán báo dứt thì sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài chim mùa. Đấy là các động vật sinh hoạt theo mùa, chẳng hạn loài ngỗng hoang dã, chúng bay thành từng đàn. Mùa xuân trú ở phương Bắc, đến mùa thu bay đến phương Nam. Vào mùa xuân,
loài chim én bay đến các hang động làm tổ, sau đó đẻ trứng nuôi con rồi bay đi. Đấy là các loài chim di trú. Kinh văn: Minh linh trì quỷ, minh diệt báo tận, danh ư thế gian, đa phi hưu trưng, nhất thiết trừ loạn. Việt dịch: Dịch sử quỷ tinh linh, tinh linh diệt báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm tất cả các loại hưu trưng. Giảng giải: Đấy là loại dịch sử quỷ. Khi trở lại thế gian, chúng tái sinh làm tất cả động vật mang lại điểm lành cho con người, như kỳ lân, phượng hoàng. Kinh văn: Y nhân trì quỷ, nhân vong báo tận, danh ư thế gian, đa ư tuần loại. Việt dịch: Truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài thuần phục. Giảng giải: Đấy là các loại động vật dễ thuần phục như chó, mèo, ngựa. Kinh văn: A nan, thị đẳng dài dĩ, nghiệp hỏa cản khô, thù kỳ túc trái, bàng phi xúc sanh, thử đẳng diệt dai, tự hư vọng nghiệp, chi sở chiêu dẫn, nhược ngộ bồ đề, tắc thử vọng duyên, bổn vô sở hữu. Việt dịch: A nan, bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt xong, sinh làm loài vật trả hết nợ cũ, như vậy đều do những nghiệp hư vọng của chính mình chuốc lấy. Nếu ngộ được tính bồ đề thì các vọng duyên đó vốn chẳng có gì. Giảng giải: A nan, tất cả các loại tái sinh đã nói đến, bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt xong, sinh làm loài vật trả hết nợ cũ, như vậy đều do những nghiệp hư vọng của chính mình chuốc lấy, do nghiệp đã gây ra trong quá khứ. Nếu ngộ được tính bồ đề thì các vọng duyên đó vốn chẳng có gì. Nếu tỏ ngộ đạo bồ đề thì mọi vọng tưởng sẽ tan biến hết, nó hoàn toàn trống rỗng. Kinh văn: Như nhữ sở ngôn bảo liên hương đẳng, cập lưu ly vương thiện tinh tỳ kheo, như thị ác nghiệp bổn tự phát minh, phi tùng thiên hàng, diệt phi địa xuất, diệt phi nhân dữ, tự vọng sở chiêu, hoàn tự lai thọ, bồ đề tâm trung, giai vi phủ hư, vọng tưởng ngưng kết. Việt dịch: Như lời ông nói, bọn bảo liên hương, lưu ly vương, thiện tinh tỳ kheo đều vốn tự mình gây ra nghiệp dữ. Nghiệp ấy không phải từ trời rơi xuống, từ dưới đất phát ra, cũng chẳng phải do người đưa tới, mà là do chính mình gây ra, rồi tự mình chịu quả báo. Nơi tâm bồ đề đó chỉ là sự kết động của vọng tưởng không thật. Giảng giải: Như lời ông nói, bọn bảo liên hương, quý vị còn nhớ tỳ kheo ni này chứ? Lưu ly vương, thiện tinh tỳ kheo, đấy là những người đã thuật qua, họ đều vốn tự mình gây ra nghiệp dữ, họ đi vào địa ngục, đấy là do chính họ. Nghiệp ấy không phải từ trời rơi xuống, từ dưới đất phát ra, cũng chẳng phải do người đưa tới. Những nghiệp xấu ấy là do chính mình gây ra, rồi tự mình chịu quả báo. Nơi tâm bồ đề, trong tâm bồ đề, nghiệp khác nào ảnh tượng giả tạo rất phù du, nó không có thật, đó chỉ là sự kết động của vọng tưởng không thật. Chính sự kết động vọng tưởng sinh ra nghiệp như vậy. Phận người. Kinh văn: Phục thứ A nan, tùng thị xúc sanh, thù thường tiền trái, nhược bị thù giả, phân biệt sở thù, thử đặng chúng sanh, hoàn phục vi nhân, phản trưng kỳ thặng. Việt dịch: Lại nữa A nan, các xúc sinh ấy đến trả nợ trước, nếu khi trả nợ, trả quá nợ cũ thì những chúng sinh ấy trở lại làm người đòi lại chỗ thừa. Giảng giải: Kẻ ấy sống đời xúc sinh để trả lại nợ đã gây ra trong quá khứ, nếu như trả quá số nợ cần thiết, kẻ ấy sẽ lại tái sinh làm người để đòi lại chỗ thừa đã trả. Kinh văn: Như bỉ hữu lực, kiềm hữu phước đức, tắc ư nhân trung, bất giả nhân thân, thù hoàn bỉ lực, nhược vô phước giả, hoàn vi xúc sanh, thường bỉ dư trực. Việt dịch: Nếu như bên kia có sức lại có cả phúc đức, thì ở trong loài người không rời bỏ thân người mà hoàn trả lại chỗ thừa đó. Nếu không có phúc đức thì phải làm xúc sinh để đền lại chỗ thừa. Giảng giải: Nếu như bên kia có sức lại có cả phúc đức, thì ở trong loài người không rời bỏ thân người. Xúc là năng lực của nghiệp tốt. Nếu bên kia tích lũy nhiều phúc đức, họ sẽ không đánh mất thân người mà hoàn trả lại chỗ thừa đó. Hoàn trả xong dư nợ, kẻ đó vẫn trong hình dạng xúc sinh. Nếu không có phúc đức thì phải làm xúc sinh để đền lại chỗ thừa, phải tái sinh làm xúc sinh để trả lại nợ đã gây ra.
Thật ra chẳng dễ gì lừa đảo lấy cắp của người, mặc dù con người không tham gia tiến trình phân xử này, nhưng chính sức mạnh của nghiệp tự thân người đó tác động như vậy. Kinh văn: An nan đương trì nhược dụng tiễn vật, hoặc dịch: kỳ lực thường túc tự đình. Việt dịch: An nan nên biết nếu như dùng tiền của hoặc công sức người thì đền đủ là xong. Giảng giải: An nan nên biết nếu như dùng tiền của hoặc công sức người thì đền đủ là xong, khi đã trả đủ nợ nần mọi việc coi như xong. Kinh văn: Như ư trung gian sát bỉ thân mạng, hoặc thực kỳ nhục, như thị nãi trí, kinh vì trần kiếp, tương thực tương chu, do như chuyển luân hỗ vi cao hạ, vô hữu hữu tức. Việt dịch: Còn như trong ấy có giết thân mạng hoặc ăn thịt kẻ khác, như thế thì ăn nhau giết nhau trải qua nhiều kiếp, số như vi trần, cũng như bánh xe xoay vần thay đổi bên cao bên thấp, không có dừng nghỉ. Giảng giải: Còn như trong ấy, trong sự nợ nần người khác, có giết thân mạng hoặc ăn thịt kẻ khác, như thế thì ăn nhau giết nhau trải qua nhiều kiếp, số như vi trần, cũng như bánh xe xoay vần thay đổi bên cao bên thấp, không có dừng nghỉ. Cái vòng xoay luân lưu bất tận, ăn thịt người, bị người ăn thịt, giết người, bị người giết, cứ thế mà diễn ra mãi mãi, giống như bánh xe xoay vòng không dừng lại được, đó là điều rất nguy hiểm. Kinh văn: Trừ Samatha, cập Phật xuất thế, bất khả đình tẩm. Việt dịch: Trừ khi được pháp Samatha hoặc gặp Phật ra đời thì không sao thôi được. Giảng giải: Samatha là tên gọi thiền định, có nghĩa là chỉ tịch tĩnh. Từ khi tu hành pháp thiền ấy và hành pháp thiền lăng nghiêm để đạt được đại định hoặc gặp được Phật ra đời, giải thoát con người, thì mọi nghiệp chướng ấy mới dừng dứt được. Kinh văn: Nhữ kim ứng chi, bỉ kiêu luân giả, thủ túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp ngoan loạn. Việt dịch: Này ông nên biết các loài chim kiêu kia trả hết nợ trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngoan cố. Giảng giải: Các loài chỉ những loài chim khác có tính xấu như chim kiêu. Sau khi trả xong nghiệp báo, chúng trở lại làm hình dạng người. Mà dù làm người nơi nhân gian nên tập khí cũ vẫn tiềm tàng chưa dứt. Do đó kẻ ấy ưa thích ngao du tập hợp cùng bọn người ngoan cố ương bướng, bất chấp lý lẽ phải trái. Con người thường ưa thích những ai có cùng khuynh hướng, cùng quan điểm như mình. Chẳng hạn sinh viên giao du với sinh viên, công nhân làm bạn với công nhân. Kinh văn: Bỉ cữu trừng giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp dị loại. Việt dịch: Giống cửu trừng kia trả xong nợ lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng quái dị. Giảng giải: Sau khi trả xong nghiệp quái, họ được sinh trở lại nhân gian nhưng rất quái dị. Loại tái sinh này kỳ lạ, vẫn thường thấy đăng trên báo. Như có người đàn bà sinh ra đứa bé có hai cái đầu, hoặc hai thân mình liền nhau có một đầu, hoặc sáu quan năng trên thân đứa bé sai lệch, như mắt ở tai, tai ở mắt, hoặc mũi ở miệng, miệng nằm ngay mũi. Thường những quái thai ấy sau khi sinh ra đều không sống được. Kinh văn: Bỉ hồ luân giả, thủ túc phục hình, sinh nhân đạo trung, tham ư dung loạn. Việt dịch: Những loài hồ kia trả xong nợ cũ trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngu dại. Giảng giải: Loài hồ cáo rất tinh khôn, nhưng là loại tinh khôn của quỷ. Chính vì sự sai lầm giả dối ấy nên khi tái sinh làm người, kẻ ấy thành người dung tục ngu ngốc. Quý vị có nói điều gì người ấy cũng không hiểu. Nếu để y lại một mình, anh ta sẽ tự thấy mình là đúng. Nhưng nếu có hỏi tại sao, người ấy sẽ hoàn toàn mù mịt. Kinh văn: Bỉ độc luân giả, thu túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp ngận loại. Việt dịch: Những loài có độc kia trả xong nợ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp bọn nham hiểm. Giảng giải: Những loài có độc kia bao hàm các loài như rắn độc, thú dữ, trả xong nợ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp bọn nham hiểm. Đền xong nghiệp quả, chúng trở lại nhân gian, sinh khí độc ác của loài rắn còn tiềm tàng, chưa dứt đi được. Kinh Lăng Nghiêm luận về tính người và tính loài vật rất rõ ràng, tinh xác. Nếu quý vị tìm hiểu cẩn thận, ắt sẽ rõ điều đó. Kinh văn: Bỉ hồi luân giả, thu túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp vi loại. Việt dịch: Những loài run kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng hèn nhát. Giảng giải: Những loài run kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo,
Quý vị có nhớ loài giun có thể nói chuyện lạ lắm đấy chứ? Khi loài vật này trả xong nợ từ quá khứ, chúng sẽ trở lại làm người. Và mặc dù là người, họ lại sống không đúng với đời người, mà tham hợp hạng hèn nhát. Họ là những kẻ vô dụng, chỉ biết làm theo những gì người khác sai bảo. Hạng người rất tầm thường, thấp kém, chẳng quan trọng gì. Kinh văn: Bỉ thực luân giả, thù túc phục hình, sách nhân đạo trung, tham hợp nhu lại. Việt dịch: Những loài cung cấp thịt ăn kia trả nợ xong trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nhu nhược. Giảng giải: Những loài cung cấp thịt ăn kia, những kẻ tái sinh làm động vật cung cấp thức ăn cho người, trả nợ xong trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nhu nhược. Khi đèn xong nghiệp chướng trở lại hình người nhưng lại sinh làm người nhu nhược yếu đuối. Vì họ vẫn chưa dứt những tập khí xấu trong quá khứ, họ không thể sống tự lập mà phải nương náu nhờ vào người khác mà tồn tại. Kinh văn: Bị phục luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp lao loại. Việt dịch: Những loài cung cấp đồ ăn mặc kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng lao lụy. Giảng giải: Những loài cung cấp đồ ăn mặc kia trả nợ xong trở lại hình người, sinh trong nhân đạo. Những chúng sinh dùng tự thân cung cấp đồ mặc cho người, khi trả nợ xong trở lại sinh làm người, tham hợp hạng lao lụy, tức người đó có đời sống lao khổ nhọc nhằn, chẳng đặng an nhàn. Kinh văn: Bỉ ưng luân giả, thu túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham ư văn loạn. Việt dịch: Những loại chim mùa kia trả nợ xong trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng văn hoa. Giảng giải: Những loài chim mùa kia như ngỗng hoang dã, vịt, các loài chim di trú, trả nợ xong trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng văn hoa. Nhưng văn hoa của họ không nhiều, họ chỉ có một ít khả năng nào đó, họ tham gia văn hóa nhưng chẳng có tài năng gì nổi trội. Kinh văn: Bỉ hưu trưng giả, thu túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp minh loại. Việt dịch: Những loài hưu trưng kia trả nợ xong trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông minh. Giảng giải: Sự thông minh của họ không sâu xa, tuy nhiên họ rất khéo về biện luận. Kinh văn: Bỉ trừ tuần luân, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham ư đạt loại. Việt dịch: Những loài tuần phục kia trả nợ xong trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông đạt. Giảng giải: Những người ấy tỏ ra hiểu biết mọi điều đang xảy ra, họ hiểu các vấn đề xã hội nhưng thiếu đi nhận thức sâu xa về quá khứ và hiện tại. Họ thiếu đi nền tảng giáo dục thực sự, nhưng họ vẫn đạt được những thành công đặc biệt trong công việc. Kinh văn: A nan thị đẳng giai dĩ, túc trái tất thù phục hình nhân đạo, giai vô thủy lai, nghiệp kế điên đảo, tương sanh tương sát, bất ngộ như lai, bất văn chánh pháp, ư trần lao trung, pháp nhĩ luân chuyển, thử bối danh vi, khả lân mẫn giả. Việt dịch: A nan, bọn ấy trả dòng nợ cũ, trở lại hình người, đều do từ vô thủy đến nay điên đảo về nghiệp, vay trả thừa thiếu, sinh nhau giết nhau. Nếu chẳng gặp Như Lai, không nghe chính pháp, thì ở trong trần lao cứ tạo nghiệp xoay vần mãi mãi. Bọn ấy thật đáng thương xót. Giảng giải: A nan, bọn ấy trả xong nợ cũ, trở lại hình người, ngay khi trả xong nghiệp báo, họ trở lại làm người. Đấy đều do từ vô thủy đến nay điên đảo gây nghiệp, vay trả thừa thiếu, sinh nhau giết nhau. Nhân vì điên đảo gây nghiệp giết người và bị người giết, nếu chẳng gặp Như Lai, họ không bao giờ được gặp Như Lai, hoặc không nghe chính pháp, thì ở trong trần lao cứ tạo nghiệp xoay vần mãi mãi, phải mãi mãi hiện hữu trong cõi trần. Xoay vần là chỉ sự trở đi trở lại không dứt. Bọn ấy thật đáng thương xót. Đức Phật nói các chúng sinh như thế đều rất đáng thương xót. Phận thần tiên. Kinh văn: A nan, phục hữu tùng nhân, bất y chánh giác, tu tam ma địa, biệt tu vọng niệm, tồn tưởng cố hình, du ư sơn lâm, nhân bất cập xứ, hữu thập chủng tiên. Việt dịch: A nan, lại có chúng sinh từ loài người không nương theo chính giác tu tam ma đề, lại dinh tu theo vọng niệm, để tâm củng cố hình hài, đến nơi rừng núi, những chỗ người ta không đến được, thành mười thứ tiên. Giảng giải: A nan, lại có chúng sinh từ loài người không nương theo chính giác tu tam ma đề. Từ loài người họ không tu hành chính định, tu đại định lăng nghiêm, chẳng hành công phu quay trở lại tánh nghe để lắng nghe tự tánh, mà tu tập theo vọng tưởng. Có thể họ sẽ nghĩ như bây giờ ta tu hành, khi
Khi thành công, mọi người sẽ thấy pháp thuật của ta. Lúc đó họ sẽ tin ta, khâm phục ta, nghe theo lời của ta. Đấy không phải là mục đích tu hành để thành Phật. Họ chỉ muốn phát triển khả năng khéo léo để được mọi người khâm phục, phụng sự. Đấy là cách thể hiện lòng tham và ngu ngốc của chính mình như vậy. Để tâm củng cố hình hài, đến nơi rừng núi, những chỗ người ta không đến được, thành 10 thứ tiên. Họ vọng tưởng mình sẽ được trường sinh bất tử, thế nên họ đi vào rừng sâu, nơi không ai đến được. Kinh văn: A nan, bỉ chư chúng sanh kiên cố phục nhị như bất hưu tức, thực đạo viên thành danh địa hành tiên. Việt dịch: A nan, các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ dưỡng mà không dừng nghỉ, khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Giảng giải: A nan, các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ dưỡng mà không dừng nghỉ. Họ dùng thức ăn, các dược chất mục đích để được bất tử, kiên cố chỉ sự kiên trì thực hiện. Có người giải thích đó là lòng tin tuyệt đối khi thực hiện. Họ rất chuyên cần, ngày này qua ngày khác, luôn phát huy khả năng, luyện tập và dùng thuốc chỉ mong được sống mãi. Khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Kết quả họ có được thân hình rất nhẹ, khi đi đầy đó, họ có thể chạy cực nhanh, nhanh hơn cả đà điểu Australia. Các thần tiên di hành như bay trên mặt đất như thế, nên gọi là địa hành tiên. Kinh văn: Kiên cố thảo mộc nhi bất hiu tức, dược đạo viên thành, danh vi hành tiên. Danh phi hành tiên. Việt dịch: Kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, khi dạo thuốc, dược, thành tựu, gọi là phi hành tiên. Giảng giải: Kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ. Họ quyết định kiên trì và thực hiện cho bằng được. Nếu ai đó khuyên bảo thôi đi, họ không màng đến. Lòng họ cứng rắn hơn sắt đá. Họ tin vào cách thức tu luyện của chính mình. Đấy là luyện thảo dược làm thức ăn hàng ngày. Khi dạo thuốc dược thành tựu gọi là phi hành tiên. Thân thể họ nhẹ nhàng như khói thuốc. Họ có thể đi trên mây bay lơ lửng như sương. Kinh văn: Kiên cố kim thạch nhi bất hưu tức, hóa đạo viên thành, danh du hành tiên. Việt dịch: Kiên cố dùng kim thạch và không dừng nghỉ, khi đạo hóa chất được thành tựu gọi là du hành tiên. Giảng giải: Kiên cố dùng kim thạch và không dừng nghỉ, tâm ý quyết định kiên trì thực hiện cho được việc. Họ trộn lẫn thủy ngân và trì hoặc vàng và bạc, sau đó nấu đi nấu lại, luyện liên tục suốt 49 ngày hoặc 21 ngày thành một loại linh dược gọi là thuốc trường sinh. Mục đích thành công của họ là trường sinh bất tử, thoát thai hóa cốt. Khi đạo hóa chất được thành tựu gọi là du hành tiên, tu luyện được siêu thoát, họ có thể đi khắp đó đây theo ý muốn. Kinh văn: Kiên cố động chỉ nhi bất hiếu tức, khí tinh viên thành, danh không hành tiên. Việt dịch: Kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, khi khí tinh thành tựu thì gọi là du hành tiên. Giảng giải: Kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, làm những động tác chẳng hạn như luyện quyền thuật, tập thái cực đạo và tu hành tĩnh công, như luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Họ luyện tinh hóa khí cách nào? Họ ngồi thiền và không để tinh khí thoát ra ngoài. Họ không gần gũi đàn bà. Khi tinh không thoát, nó ngược trở lại. Người hành công phu làm cho tinh hóa khí thành luồng khí. Luồng khí này sẽ hòa quyện khắp châu thân. Đoạn tập trung tư tưởng biến hóa khí thành thần, tinh thần, từ thần lại trở về với hư không, cho đến khi chính mình như hư không. Sách Đạo Gia Ngọc Hoàng Tâm Ấn Kinh viết: Thượng dược có ba phẩm, thần và khí, tinh mơ hồ phảng phất, thăm thẳm mông minh. Khi khí tinh thành tựu thì gọi là du hành tiên. Kinh văn: Kiên cố tân dịch nhi bất hiếu tức, nhuận đức viên thành, danh thiên hành tiên. Việt dịch: Kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ, khi nhuận đức được thành tựu gọi là thiên hành tiên. Giảng giải: Các giai đoạn trên nói về sự bất tử du hành trong không gian, ở đây sẽ thuật sự việc con người có thể đi lên cõi trời. Kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ, đặt lưỡi cong lên đốc họng để tiết ra nước bọt. Nước bọt ấy đạo gia gọi là ngọc dịch, là cổ thiên trì. Khi nước bọt tiết ra nhiều thì nuốt vào bụng, lão giáo cho rằng đó là linh đan bất diệt. Họ bảo nếu muốn trường sinh và bất lão, tất phải hồi tinh để nuôi dưỡng lão. Họ tập trung tâm ý chuyển tinh lên đỉnh đầu, tăng sức mạnh cho não. Khi nhuận đức được thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Khi thành công,
mặt của họ sẽ hồng hào trẻ lại như đứa bé mặc dù đã lớn tuổi. Đấy là các thiên hành tiên. Kinh văn: kiên cố tinh sắc, nhí bất hiếu đức, hấp túy viên thành, danh thông hành tiên. Việt dịch: kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ, khi hấp thụ được thành tựu gọi là thông hành tiên. Giảng giải: kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ, tâm ý của họ rất kiên định vững chãi, họ chuyên tâm hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt để luyện pháp trường sinh. Khi hấp thụ được thành tựu gọi là thông hành tiên. Thông hành tiên có thể lên đến cõi trời hoặc đi bất cứ nơi nào họ muốn. Họ thực hiện pháp ấy như thế nào? Có thể ví dụ, buổi sáng họ ngẩng nhìn mặt trời và hít thở 360 lần. Buổi chiều tối họ nhìn mặt trăng cũng làm như vậy. Họ dành hết thời gian để tu luyện cái bọc da của họ. Và Thượng Hư Vân có viết bài ca cái bọc da diễn tả điều ấy. Tu luyện để được bất diệt chính là vận dụng năng lực tự thân để phát triển khả năng khéo léo tinh tế. Họ không biết đó cũng là năng lực tự tính. Sự khác biệt giữa lão giáo và Phật giáo là lão giáo muốn hiện bày cái khả năng đó, còn Phật thì không. Một đằng là trước nhiễm vướng mắc, một đằng thì chủ trương vô trước. Sự trước nhiễm chính là trở ngại, chướng ngại, nó khiến người ta không sao thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử được. Họ không đạt được chân lý tuyệt đối, không giải thoát được chính mình. Năm hạng thần tiên như trên đã thuật qua và đều nói về sự di hành, chủ yếu là trên mặt đất, họ không vượt đến tầm cao hơn. Năm hạng tiên trình bày sau có tính cách khác hơn, mục đích hướng đến của họ cao xa hơn. Kinh văn: kiên cố chú cấm, nhi bất hiếu túc, thuật pháp viên thành, danh đạo hành tiên. Việt dịch: kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ, khi thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Giảng giải: kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ, đây là những kẻ kiên tâm trì tụng chú thuật. Chẳng hạn Lạt Ma ở Tây Tạng, họ hành pháp rất tinh tế khéo léo. Kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ, họ trì tụng chú và luôn giữ giới cấm. Khi thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Kinh văn: kiên cố tư niệm, nhi bất hiếu tức, tư ức viên thành, danh chiếu hành tiên. Việt dịch: kiên cố chuyên chú tư niệm mà không dừng nghỉ, khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Giảng giải: kiên cố chuyên chú tư niệm mà không dừng nghỉ, họ quay trở lại chính mình và tập trung tư tưởng, không dừng nghỉ, chủ yếu là phát triển tư tưởng. Khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Khi tu luyện thành công thì thần có thể ra vào tự tại, khí có thể giao thông trên dưới, hình và thần tướng chiếu nhau hóa ra ánh sáng. Kinh văn: kiên cố giao cấu, nhí bất hiếu tức, cảm ứng viên thành, danh tinh hành tiên. Việt dịch: kiên cố về thủy hỏa giao cấu mà không dừng nghỉ, khi cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Giảng giải: thông thường giao cấu là nói đến sự làm tình của nam và nữ, nhưng ở đây không có nghĩa như vậy. Hơn nữa, sự giao cấu lại xảy ra tự chính mình. Đạo lão gọi điều ấy là bé trai và bé gái. Trong cá nhân người nào cũng có khả năng như vậy. Đấy không phải là vấn đề có thể tìm kiếm từ ngoại tại. Mỗi người đều có một đứa con trai và một bé gái trong chính mình. Theo kinh dịch, con trai thuộc quẻ ly, con gái thuộc quẻ khảm. Quẻ ly là trung hư, quẻ khảm là trung mãn. Tám quẻ trong kinh dịch như sau: càn trời, khảm nước, cấn núi, chấn sấm, tốn gió, ly lửa, khôn đất, đoài đầm. Đầu tiên là quẻ càn, gồm có ba vạch dài, tức vạch dương. Càn thuộc yếu tố nam, khôn có ba vạch dứt, tức vạch âm, thuộc yếu tố nữ. Quẻ càn tượng trưng người đàn ông 36 tuổi là cực thịnh, sau đó dần suy yếu và trở thành quẻ ly. Từ quẻ ly, các vạch âm dương thay đổi biến ra thành quẻ khôn, quẻ khảm. Quẻ ly thuộc tâm, quẻ khảm thuộc thân. Vậy giao cấu là chỉ sự giao cấu giữa thân và tâm, sự hòa hợp của thân và tâm. Quẻ ly thuộc dương, nhưng trong dương có âm, quẻ khảm trong âm có dương. Bé trai bé gái gặp nhau tại sân vàng. Sân vàng là gì? Đấy là tâm, là pháp môn tu luyện của đạo gia, chủ yếu là hòa hợp, là giao cấu như vậy. Kinh văn: kiên cố biến hóa, nhi bất hiếu tức, giác ngộ viên thành, danh tuyệt hành tiên. Việt dịch: kiên cố tập luyện biến hóa mà không dừng nghỉ, khi giác ngộ được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. Giảng giải: kiên cố tập luyện biến hóa mà không dừng nghỉ, đây là chuyên tâm tu luyện, nghiên cứu sự biến hóa vật lý. Khi thành công sẽ phát sinh kỳ ngộ, khi giác ngộ thì
được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. Đây là thần tiên có khả năng rời non lấp biển, họ có thể di chuyển ngọn núi từ nơi này sang nơi khác hoặc chuyển đổi biển cả từ đông sang tây. Các tiên còn có quyền năng thay đổi mùa màng thời tiết, biến mùa xuân thành mùa thu. Họ biết được huyền cơ của trời đất, họ trở thành đấng sáng tạo từ chính họ, đấy gọi là tuyệt hành tiên. Kinh văn: A Nan thị đẳng giai ư, nhân trung luyện tâm bất tuần chánh giác, biệt đắc sanh lý, thọ thiên vạn tuế, hưu chỉ thâm sơn hoặc đại hải đảo, tuyệt ư nhân cảnh, tư diệt luân hồi, vọng tưởng luân truyền, bất tu tam muội, báo tận hoàng lai, tán nhập chư thú. Việt dịch: A Nan, bọn ấy ở trong loại người mà luyện tâm, mặc dù không tu chính giác, nhưng riêng được lẽ sống, thọ ngàn vạn tuổi, nghỉ nơi núi sâu hoặc trên đảo trong biển cả, cách tuyệt chỗ người ở, đấy cũng là vọng tưởng luân hồi lưu truyền. Nếu như không tu pháp tam muội thì khi quả báo hết rồi, quay trở lại tản vào trong các nẻo. Giảng giải: A Nan, bọn ấy ở trong loài người mà luyện tâm, mặc dù không tu chính giác, những người tu ấy tu luyện thân tâm, họ không tu pháp thiền lăng nghiêm của Như Lai, họ không tu hành theo chính giác, nhưng riêng được lẽ sống thọ ngàn vạn tuổi. Có nhiều pháp môn khác nhau, nhưng họ chọn pháp dưỡng sinh, nắm được đạo lý trường sinh, thọ mạng rất lâu dài. Sau khi thành công, họ nghỉ nơi núi sâu hoặc trên đảo trong biển cả, cách tuyệt chỗ người ở. Những nơi ấy người thường không đến được, đấy là cảnh non mộng nước nhược, nơi có bảy ngọn núi vàng, chung quanh núi là biển cả. Đặc biệt nước biển ở đây rất mềm, không có ghe thuyền nào đi được, cả một cọng lông chim rơi xuống nước cũng chìm sâu xuống, nơi đấy chỉ có hàng phi tiên mới đến được. Tuy nhiên đấy cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển, nếu như không tu pháp tam muội, mặc dù thọ mạng có kéo dài hàng nghìn năm, họ vẫn ở trong vòng luân hồi, chưa chấm dứt con đường sinh tử. Lý do luân hồi là vì còn trước nhiễm, còn tham muốn, đặc biệt là muốn trường sinh bất lão. Đấy là vọng tưởng, và họ cũng không tu hành chính định. Thì khi quả báo hết rồi, quay trở lại tản vào trong các nẻo. Khi thọ mạng chấm dứt, họ lại tái sinh trở thành người bình thường, hoặc quỷ Atula, hoặc chư thiên, hoặc xa vào địa ngục. Đấy là những nơi họ phải đến. Phận chư thiên. Kinh văn: A Nan, chư thế gian nhân bất cầu thường trụ, vị năng giả chư thế thiếp ân ái. Việt dịch: A Nan, các người thế gian không cầu đạo thường trụ, chưa có thể rời bỏ sự ân ái với vợ mình. Giảng giải: A Nan, các người thế gian không cầu đạo thường trụ, người trong đời muốn tu đạo nhưng không biết cầu chứng nhân tính thường trụ, chẳng biết pháp bất sinh bất diệt, lại chưa có thể rời bỏ sự ân ái với vợ mình. Kinh văn: Ư tả dâm trung, tâm bất lưu giật, trừng bánh sanh minh, mạng trung tri hậu, lân ư nhật nguyệt, như thị nhất loại, danh tứ thiên vương thiên. Việt dịch: Nhưng tâm chẳng buông lung trong việc tà dâm, do tâm dừng lặng, sinh ra sáng suốt, sau khi mệnh trung ở gần với mặt trời mặt trăng, một loại như vậy gọi là tứ thiên vương thiên. Giảng giải: Nhưng tâm chẳng buông lung trong việc tà dâm. Việc hành dâm với người khác không phải vợ hoặc chồng gọi là tà dâm, còn giữa vợ chồng với nhau thì không gọi là tà. Tuy nhiên trong sinh hoạt vợ chồng cũng không nên quá buông lung phóng túng. Khi một người đã bước vào đường tu thì mọi việc đều có liên quan đến vấn đề đạo đức. Do tâm dừng lặng sinh ra sáng suốt, không buông lung tính dâm, con người sẽ được trong sạch và ánh sáng thanh tịnh sẽ hiện đến. Đấy là ánh sáng tự nhiên của đạo đức. Trong vô số điều xấu xa tệ hại, dâm là trên hết. Đừng đi vào con đường chết chóc ấy. Một người không tà dâm, tinh khí và thần người ấy sẽ được đầy đủ. Từ sự đầy đủ đó, ánh sáng đạo đức xuất hiện. Sau khi mệnh trung và gần với mặt trời mặt trăng, một loại như vậy gọi là tứ thiên vương thiên. Đây là loại tái sinh của rất nhiều người. Cõi trời tứ thiên vương tọa lạc lưng chừng núi Tu Di, hoàn toàn cách biệt với thế gian. Chư thiên nơi đây thọ mạng đến 500 tuổi. Một ngày đêm nơi đây bằng 50 năm của thế gian. Tính theo thời gian của chúng ta, họ sống đến 9 triệu tuổi. Kinh văn: Ư kỳ thê phòng, dâm ái vì bạc, ư tịnh cư thời, bất đắc toàn vị, mạng trung tri hậu, siêu nhật nguyệt minh, cư nhân gian đảnh, như thị nhất loại, danh đào lợi thiên. Việt dịch: Đối với vợ mình dâm ái ít ỏi, trong lúc tịnh cư không được toàn vị. Sau khi mệnh trung vượt ánh sáng mặt trời mặt trăng ở trên đỉnh nhân gian, một loại như thế gọi là đao lợi thiên. Giảng giải:
đối với hy vọng mình dâm ái ít ỏi trong lúc tịnh cư không được toàn vị, sau khi mệnh trung vượt ánh sáng mặt trời mặt trăng, các chúng tái sinh vào cõi tứ thiên vương không còn vướng vào sự tà dâm, nhưng họ vẫn chưa dứt ràng buộc với vợ mình. Tuy nhiên họ cũng chỉ giữ lòng với vợ của mình, không bận lòng với người đàn bà nào khác. Đối với người đàn bà cũng vậy, chúng sinh ở cõi này không có tình yêu giống như chốn nhân gian. Đoạn kinh văn trên nói đến việc giảm thiểu sự ân ái trong sinh hoạt vợ chồng. Dâm ái ít ỏi có nghĩa là rất ít, rất hiếm, có thể hạn chế việc hành dâm trong cả một năm hoặc nhiều năm. Họ xem việc đó không quan trọng. Tại sao con người lại nặng sự dâm dục? Đó là vì nghiệp chướng nặng nề. Nghiệp chướng nặng khiến họ nghĩ tưởng nhiều về dâm dục. Họ có thể chỉ nghĩ về điều đó từ sáng đến tối không dừng nghỉ. Nếu quý vị nào có nghiệp chướng nặng nề như thế, quý vị nên tỉnh thức để nhận ra chính mình đang chịu nghiệp. Đừng để nó chủ động sai sử mình, tránh trong tương lai sẽ trở thành bò, thành ngựa, heo hoặc chó. Đấy là một loại tái sinh không dừng nghỉ. Tại sao? Vì tình dục của mình quá mạnh và đó là nguyên nhân đưa đẩy chúng ta xa ngã. Phần luận này mặc dù nói tâm trạng bung lung trong việc tà dâm, nhưng họ vẫn chưa được hoàn toàn trong sạch. Họ không biết tu hành thế nào, cuối cùng thì mệnh trung, thần thức vượt ánh sáng mặt trời mặt trăng và ở trên đỉnh nhân gian. Họ không có nhiều tình dục, nên ánh sáng tự tính của họ luôn hướng về phía trước. Bất cứ người nào không có tình dục đều sẽ có ánh sáng và có thể tái sinh lên cõi trời. Một loại như thế gọi là đào lợi thiên. Đào lợi thiên có nghĩa 33 cõi trời. Cõi thiên này phân chia làm 4 hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng có 8 cõi trời. Thiên chủ ngụ tại trung tâm, tức trên đỉnh núi Tu Di. Thiên chủ 33 cõi trời này nguyên là một người đàn bà nghèo khó. Bà thấy một phần tháp thờ Phật bị hư hỏng nặng, bèn bỏ công làm lụng hoặc đi xin quyên góp tiền bạc để sửa chữa. Cùng lúc ấy, bà có thêm 32 người bạn, tất cả đều ra sức xây dựng lại tháp. Sau khi họ mất, tất cả cùng về cõi trời, riêng người đàn bà trở thành thiên chủ. Thọ mạng của chư thiên có hít đào lợi kéo dài hàng nghìn năm, một ngày đêm nơi đây bằng 100 năm trốn nhân gian. Vậy 1.000 năm trong cõi trời này bằng 3.600 vạn năm nhân gian. Kinh văn: Phùng dục tạm giao khứ vô tư ức, ư nhân gian thế động thiểu tĩnh đa, mạng trung tri hậu ư hư không trung lãng nhiên an trụ. Nhật nguyệt quang minh thượng chiếu bất cập, thị trư nhân đẳng tự hữu quang minh như thị nhất loại, danh tu diệm ma thiên. Việt dịch: Gặp cảnh dục tạm theo, bỏ đi không nhớ nghĩ, ở trong nhân gian động ít tĩnh nhiều. Sau khi mệnh trung sáng rỡ ở yên trong cõi hư không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không soi đến được, những người ấy tự mình có ánh sáng, một loại như thế gọi là tu diệm ma thiên. Giảng giải: Đây là cảnh giới của những người gặp cảnh dục tạm theo, bỏ đi không nhớ nghĩ, đó là hành động của các đôi vợ chồng. Mặc dù vẫn hành ân ái nhưng khi bỏ đi thì thôi không nhớ nghĩ đến. Họ ở trong nhân gian động ít tĩnh nhiều, tức họ dành phần lớn thời gian để tu tập hành thiền. Như vậy thì sau khi mệnh trung sáng rỡ ở yên trong cõi hư không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không soi đến được, ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu ánh sáng tới những người ấy được. Những người ấy tự mình có ánh sáng. Khi đến cõi hư không, tự thân họ là một luồng ánh sáng và nơi đây cũng chẳng có ngày có đêm mà luôn luôn sáng tỏ. Vậy làm sao biết thời gian trôi? Họ dùng hoa sen. Khi sen nở thì biết là ngày, sen khép lại là đêm. Một loại như thế gọi là tu diệm ma thiên. Thọ mạng các chúng nơi đây là 2.000 tuổi. Tu diệm ma có nghĩa là khéo phân chia thời gian vì nơi đây đêm ngày đều sáng rỡ. Kinh văn: Nhất thiết thời tĩnh, hữu ưng xúc lai, vị năng vì lệ, mạng trung tri hậu, thượng thăng tinh vi, bất tiếp hạ giới, trừ nhân thiên cảnh, nãi trí kiếp hoại, tam tài bất cập, như thị nhất loại, danh đầu xuất đà thiên. Việt dịch: Mọi lúc đều tĩnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình, chưa chống đối được, thì sau khi mệnh trung lên đến chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi nước, cho đến gặp kiếp hoại tam tài cũng chẳng đến nơi, một loại như thế gọi là đầu xuất đà thiền. Giảng giải: Nơi cõi trời này có nội viện và ngoại viện. Ngoại viện là chúng thiên cư ngụ, bên trong là các thánh. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ngự trong cung đầu xuất và Ngài đang giảng thiền duy thức. Mọi lúc đều tĩnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình chưa chống đối được, thì sau khi mệnh trung lên đến chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi nước,
Trong mọi lúc, mọi cảnh, họ đều luôn bất động, rất tĩnh lặng. Tuy nhiên, cảm xúc giao cấu có khi bột khởi, họ chưa chống đối được, nhưng dứt khoát không buông mình theo cảm xúc. Có khi họ cũng chiều theo cảm xúc, nhưng điều đó rất hiếm. Sau khi qua đời, họ có rất ít dục, thần thức họ bay thẳng đến chỗ tinh vi, không còn rơi trở xuống. Cho đến gặp kiếp hoại tam tai cũng chẳng đến nơi, một loại như thế gọi là đâu xuất đà thiên. Tam tai, ba loại tai họa lớn là hỏa tai, thủy tai, phong tai. Lửa thiêu đốt sơ thiền thiên, nước nhấn chìm nhị thiền thiên, gió đánh mạnh vào tam thiền thiên. Nhưng tại cung trời đâu xuất có Bồ Tát an trụ nên tam tai không phá hoại được. Đâu xuất có nghĩa là chi túc thiểu dục, các chúng thiên nơi đây không có lòng tham, tránh xa sự dâm dục. Nếu quý vị muốn tái sinh vào cõi trời ấy, cần thiết là biết đủ và ít ham muốn. Kinh văn: ngã vô dục tâm, ưng nhữ hạnh sự, ư hoạnh trần thời, vị như tước lạc, mạng trung tri hậu, sanh việt hóa địa, như thị nhất loạn, danh lạc biến hóa thiên. Việt dịch: chính mình không có tâm dâm dục, chỉ vì đáp ứng người khác mà làm, trong lúc vô bày thấy vô vị như ăn xác, thì sau này mệnh trung vượt lên sinh vào cảnh biến hóa, một loại như thế gọi là lạc biến hóa thiên. Giảng giải: chính mình không có tâm dâm dục, chỉ vì đáp ứng người khác mà làm, trong lúc vô bày thấy vô vị như ăn xác, thì sau này mệnh trung vượt lên sinh vào cảnh biến hóa. Tôi không có một chút ham muốn, nhưng người ấy cứ nằn nỉ muốn cả hai làm chuyện đó. Đấy là chuyện xảy ra giữa đôi vợ chồng, một người muốn hành dâm, người kia thì không. Quý vị có bao giờ nhai lấy sáp? Vâng, quý vị có thể nhai mãi nhưng không bao giờ biết được vị của nó. Đó là trường hợp một người không cảm thấy thích thú gì khi làm tình, họ không có ý dâm. Sau khi nghe giảng, quý vị chắc chắn sẽ hết sức cố gắng tự chủ, đừng đánh mất đi chính mình, đừng lao vào con đường chết chóc. Sau khi mạng chung, họ tái sinh vào cảnh biến hóa, một loại như thế gọi là lạc biến hóa thiên. Chúng thiên nơi đây có thể tự mình biến hóa và hưởng thụ mọi điều hỷ lạc. Sự hỷ lạc đó là tự nhiên, khác hẳn niềm vui thú nơi cõi trần. Tuy nhiên, cõi trời này cũng thuộc dục giới. Thọ mạng các thiên nơi đây là 8.000 năm. Một ngày đêm cõi trời này bằng 800 năm dưới cõi trần. Kinh văn: vô thế gian tâm, đồng thế hạnh sự, ư hạnh sự giao, liễu nhiên siêu việt, mạng trung tri hậu, biến năng xuất siêu, hóa vô hóa cảnh, như thị nhất loại, danh tha hóa tự tại thiên. Việt dịch: không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục. Khi làm việc ấy rõ ràng là siêu thoát, thì sau khi mệnh trung vượt trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa, một loại như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. Giảng giải: không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục, khi làm việc ấy rõ ràng là siêu thoát. Đây là những người chán sự dâm dục trong đời sống vợ chồng. Chẳng những họ cảm thấy việc ân ái vô vị như nhai xác, mà cả những điều ấy cũng không xảy đến. Như vậy thì sau khi mệnh trung vượt trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa, thần thức họ siêu việt lên cõi hỷ lạc vô cùng. Một loại như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. Đây là cõi trời thứ 6, trong 6 cõi trời gọi là lục dục thiên. Chúng thiên nơi đây cực kỳ hỷ lạc, họ không dùng lạc cụ của mình hóa hiện, mà chỉ thọ dụng khoái lạc từ các thiên khác hóa hiện. Thọ mạng các thiên cõi tha hóa là 60.000 năm, một ngày đêm ở đây bằng 1.500 năm ở cõi trần. Các chư thiên trong 6 cõi dục vẫn còn ý dục, cách thỏa mãn ý dục của họ đại đẻ như sau. Ở cõi tứ thiên vương và đao lợi thiên thỏa dục bằng cách ôm nhau, cõi dạng ma thiên thì nắm tay nhau, cõi đầu xuất thì mỉm cười, cõi lạc biến hóa thiên thì nhìn nhau là thỏa mãn. Chúng thiên trong cõi tứ thiên vương là và đao lợi thiên nam nữ luyến ái bằng cách ôm nhau giống như người ở thế gian. Trong cõi dạ ma thì nắm tay nhau, ở đâu xuất thì cười với nhau. Các chúng ở cõi dạ ma thì hòa hợp tại tâm chứ không phải thực thể. Họ hành dâm chỉ bằng cách nắm tay nhau. Cõi trời đâu xuất là cái cười, thực thể cũng không đụng chạm. Ở lạc biến hóa thiên họ chỉ nhìn và cảm thấy đã đầy đủ. Nam và nữ ở cõi này chỉ cần nhìn vào người khác họ cũng chẳng cười nhau. Cái nhìn của họ kéo dài độ 3 phút hoặc 5 phút. Họ giao cấu như thế là đủ. Chư thiên càng ở cõi cao thì ý dục càng ít đi. Phật pháp nhắc nhở chúng ta say mê tình dục là một điều hết sức nguy hiểm và đáng sợ. Kinh còn nói Bồ Tát xem tình dục khác nào con rắn độc, đụng đến là nó cắn chết. Người thường mắt thịt chúng ta không nhận ra điều ấy. Đấy cũng là lý do tại sao các vị ấy dành nhiều thời gian nghĩ ngợi
về sự nhơ nhớp tệ hại như vậy. Họ không muốn xa ngã, và tôi nghĩ quý vị cũng sẽ nhận thức được tránh xa ngã vào con đường nguy hiểm ấy. Kinh văn: A Nan, như thị lục thiên, hình tùy xuất động, tâm tích thượng giao, tự thử dĩ hoàn, danh vi dục giới. Việt dịch: A Nan, dạo cõi trời như thế, hình thức tuy chẳng động nhưng tâm tính còn dính dấp, từ các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới. Giảng giải: A Nan, sáu cõi trời như thế, hình thức tuy chẳng động nhưng tâm tính còn dính dấp. Mặc dù đã vượt thoát hình hài nhưng tâm vẫn còn dính dấp ái niệm, chưa hoàn toàn dứt hẳn. Từ các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới, đấy là các cõi thiên. Từ tứ thiên vương thiên đến tha hóa thiên gọi chung là lục dục thiên. Chư thiên nơi đây vẫn thuộc dục giới, vì họ vẫn chưa hoàn toàn trong sạch, họ vẫn còn nghĩ đến tình dục. Hết quyển 8. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai nghe thấy, tất phát Bồ Đề tâm, đến khi mạng này hết, đồng sinh Cực Lạc quốc.